Nhiều người còn trẻ đều là có một cái mơ mộng. Khi lớn lên, người nữ thì ai cũng muốn có một tấm chồng đàng hoàng. Anh đó cũng đẹp trai trong lòng mình. Mình thương là đẹp trai rồi đó, dễ thương. Và mình sẽ sanh ra anh đó vài đứa con tí hon. Hiểu chưa? Thì cái mơ mộng như vậy. Rồi mơ mộng rằng mình sẽ có một căn nhà. Trong căn nhà đó chúng ta suy nghĩ sâu một chút nữa thì có những phương tiện tốt một chút. Rồi trong cái nhà đó có một số đồ đạc, phương tiện cũng đầy đủ một chút. Nếu được như vậy thì cảm thấy quá hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà hạnh phúc đó chỉ là cái nghĩ thôi. Chứ có mấy người mà chúng ta được hưởng cái hạnh phúc như vậy mà tròn vẹn đâu quý vị. Có những người giàu đầy đủ vô cùng thì nó thiếu tình cảm. Có những người thì nó đầy đủ tình cảm nhưng nó lại thiếu về vật chất. Nên trong cái cuộc đời này nó không có cái gì viên mãn cả. Nên nó nghèo quá thì cũng khổ mà giàu quá thì cũng khổ. Tại vì sao? Vì cái tâm chúng ta chưa nhận thức được cái giả trong cuộc đời. Nên chúng ta cứ bị nó bó buộc mình nên mình cứ khổ mãi. Quý vị thấy không? Bây giờ người chưa có thì lao đi tìm cho có. Người có rồi thì cảm thấy nặng nề vô cùng. Chúng ta là người hạnh phúc vì sao? Vì chúng ta có thể nhận thức được cái giả tạm trong cuộc đời. Để chúng ta sống những ngày tháng có nụ cười và có niềm vui. Nên chúng ta hôm nay chồng vừa bỏ mình, mình có khóc thì nó cũng bỏ rồi. Vợ quyết định bỏ mình có năn nỉ nó cũng bỏ rồi. Con nó bất hiếu với mình có nói cỡ nào nó cũng bất hiếu rồi. Của cải bị lấy, chúng ta có đi chửi mắng họ cũng lấy rồi. Tất cả những gì trong cuộc đời này, trong tầm tay chúng ta hiện tại là của chúng ta. Còn nếu như ra khỏi tầm tay chúng ta là của ai mình cũng không biết. Thí dụ như của đang cầm trong tay là của mình, của gỡ trong ngân hàng là của người ta. Gỡ trong ngân hàng là của người ta. Vì sao? Chúng ta không biết một chút. Trong tất cả chúng ta ai sẽ là người gặp tai nạn gì để chết. Trong cõi đời này là như vậy mà, đâu phải chù ẻo ai đâu. Chúng ta dù gỡ tiền trong ngân hàng bao nhiêu tiền, nhưng lỡ chúng ta gặp một tai nạn thì chúng ta chết bất đắc kỳ tử. Như vậy phải của người ta không? Nên cái của ở đâu mới là của mình? Của trong mạng mới là của mình. Của trong mạng mới là của mình. Của bên ngoài là của người ta. Nên Phật mới nêu lên của nước lửa. Chúng ta có củ cải, nước trôi, lửa cháy. Của con phá gia chi tử, phá sạch, đúng không? Của trộm cắp, người ta lấy của mình, mắc đi. Nên từ nơi đó cái bên ngoài còn là cái của người ta. Còn đem cái nó bỏ vào trong mạng mới thật sự của mình. Nên Đại Lão Hòa Thượng Ái Hiền Ngài nói rằng thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Nhưng quý vị phải đi vào con đường sâu sắc của tư tưởng. Tuy là giả, nhưng đối với thiện ác ở cõi đời này nương tựa nhau mà sống. Thiện ác là đang nương tựa nhau mà sống. Nếu ở cõi đời này hoàn toàn là thiện thì không phải gọi là ta bà ha. Chưa? Ta bà mà còn ha nữa, ý đó là khổ mà còn đi cười nữa. Bởi vậy thấy có nhiều người nó khổ te tua mà nó không học Phật pháp, nó khổ sắp sửa đọa địa ngục mà vẫn cười. Hiểu không? Cười ra nước mắt, hiểu chưa? Đó nên gọi là ta bà ha. Hiểu không? Nên từ nơi đó còn chúng ta ha ha là gì? Ha ha là muốn về cực lạc. Muốn về cực lạc mới ha ha. Còn nhiều ta bà nó không tu hành gì, nó tạo nghiệp mà nó cũng ha ha nữa. Nó là ha ha chuẩn bị đi vào địa ngục tam đồ ác đạo, gọi là cười ra nước mắt. Hiểu quý vị? Nên từ nơi đó cái thiện và cái ác ở trong cuộc đời này là nó đang nương nhau để sống. Bây giờ quý vị muốn thử cái thiện này thật chắc thì nó phải nhờ cái ác để thử. Nên gọi là nương nhau mà sống. Nên trong cái cuộc đời này nơi nào có thiện thì nơi đó sẽ có ác. Kế bên luôn. Nơi nào có quân tử thì nơi đó có tiểu nhân. Thấy không? Đó, thấy rõ ràng là thiện ác nương nhau mà xấu. Thì trong gia đình quý vị không thể nào ai cũng thiện hết. Trong gia đình mình phải có người ác,
Tại vì có người ác này để khảo đảo những cái người thiện kia có thật chắc hay không, để tăng cảnh giới tu của mình đi đến quả vị Phật. Phải cần có người ác. Nên quý vị lỡ lấy một người chồng mà nó nhậu nhẹt bê tha say xỉn, về mà chửi vợ chửi con, đốt nhà đập nhà, quý vị lỡ lấy người chồng đó thì quý vị phải nhớ rằng thằng chồng này là nó đang giúp cho quý vị tăng cảnh giới đó. Quý vị tăng đến cảnh giới nào thì tùy quý vị. Nếu như quý vị tăng đến cảnh giới tam đồ ác đạo thì đó cũng là của mình. Còn nếu như quý vị tăng đến cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thì đó cũng là việc của quý vị. Nên nhớ là quý vị đi về đâu là do chính mình chọn. Còn thằng chồng nó chỉ là thằng để khảo đảo mình, để coi thử cái thiện của mình có thật chắc hay không, mình có thật sự muốn về cực lạc không. Nên mình đi tu, mình lễ Phật một thờ, mình nghe Pháp một buổi mình về, thì bắt đầu mình gặp ngay cái bữa nó nhậu, hoặc là nó lỡ nó đòi tiền, hoặc là nó làm cái chuyện gì nghịch lại. Quý vị nói tôi đi vô chùa tu, tôi vừa dìa một cái là tôi thấy tôi bực bội liền, thì quý vị sai nữa rồi, tiếp tục sai nữa rồi. Nên Hòa Thượng Ngay Hiền ngày nói cái câu đi đến mức triệt để luôn là tất cả đều tốt, không có cái gì là không tốt, thấy cái gì cũng cho là tốt, thấy cái gì cũng vui vẻ. Quý vị làm được tới trình độ này là thật sự quý vị muốn vãng sanh quá rồi. Tại vì cái cõi này sớm muộn chúng ta cũng bỏ mạng. Cái bên ngoài khỏi cần nói, cái của ta là cái thân nè. Chúng ta nói bây giờ cái thân của ta đi, chứ làm sao mà bây giờ chúng ta nói tới cái trình độ mà gọi là thân là sở hữu, thân là cái giả, thân không phải thật. Bây giờ trước nhất chúng ta cứ cho thân là cái thật của mình đi, nó là của mình mà. Bây giờ chúng ta cứ cho nó là cái của mình đi. Chúng ta đã bồi dưỡng nó từ khi sanh ra và cho tới ngày hôm nay, và chúng ta thương yêu nó vô cùng. Quý vị thấy không, ngày nào mình cũng tắm cho nó đúng không? Ngày nào mình cũng tắm đúng không? Tắm mà còn kỳ cọ nữa chứ, đúng không? Quý vị thấy quý vị thương nó chưa? Như vậy đó mà sớm mai nó bỏ mình, sớm mai nó bỏ mình, bất tử bỏ mình, nó bỏ mình mà nó không chào hỏi luôn, nó không báo gì hết luôn, vô tình đến mức mà không tưởng tượng được. Bây giờ chúng ta nói cái bên ngoài là cái của người ta, vợ cũng là của người ta, chồng cũng là cái của người ta, con cũng là cái người ta, cái của người ta. Mình là người có duyên gặp nhau, nhưng thật sự là cái đó của họ, họ có quyền. Còn cái của mình là bản thân mình có quyền. Bây giờ bị đi trách cái mà không phải của mình. Cái của mình bồi dưỡng bao nhiêu chục năm nè, mà nó ra đi không nè. Không chi là cái của người ta đến và đi cũng như bèo nước gặp nhau, có gì mà chết. Đúng không? Cười lên đi. Cười lên đi cho đời hết khổ đúng không? Nhăn mày nhăn mặt làm chi? Nhăn mày nhăn mặt làm gì? Hiểu không? Không, không nên buồn khổ nữa quý vị. Nhớ, cái cảm giác này những đức phải có mới đem cái năng lượng này truyền cho quý vị. Nhưng nếu không có là không thể nào truyền được, nó thiệt luôn á. Này những đức đã hiểu rồi. Bây giờ những đức lo cho bao nhiêu con người ở đây có bao nhiêu sự trở ngại chưa? Nhưng mà phải nhận thức về cái giả để mà mình sống với họ mà mình để tăng cảnh giới tu. Nếu như những đức mà không nhận thức được chỗ này, những đức mới nuôi được cái số lượng người này đâu quý vị à. Con người ta là thường ngược lại mình không à. Không bao giờ quý vị để cho họ ngồi đây mà họ ngồi đây đâu quý vị. Không bao giờ đâu. Nó, bây giờ quý vị đang ngồi đây nghe những đức nói chuyện mà bước ra một số lượng người ở đây, người ta đã đi học cái này cái kia khác rồi. Họ nghe họ vui, họ vỗ tay ầm ầm vậy đó. Nhưng mà bước ra họ nghe cái gì ngon ngọt chút là họ đi theo. Họ nói à cái này cũng hay. Nó bắt đầu là câu Phật hiệu họ để bên rồi, thấy chưa? Chứ mấy người mà chân thật chịu niệm Phật tới cùng đâu. À, nên từ nơi đó chúng ta đừng nên buộc họ làm gì. Họ chịu ngồi là cũng mừng giùm rồi. Thấy không? Thật sự mà nói họ cũng thích nữa họ mới ngồi. Còn nếu như bắt buộc họ thì mình phiền não chết. Nghe tôi, được nghe tôi, không được làm gì thêm. Cái chuyện đó không phải chuyện của mình, đừng nên bắt buộc chi. Chuyện của mình là bản thân chúng ta ở đây làm được những việc này nè. Chúng ta cứ cố gắng đi. Nên những đức thường nêu cái lợi ích của bản thân mình học Phật, và chính bản thân mình được cái lợi ích khi niệm Phật. Lợi ích rất là nhiều. Nói tóm tắt là lợi ích nhiều dữ lắm. Nếu như ai mà nhận thức được thì tức khắc sẽ học Phật, học pháp môn tịnh độ này liền.
Tại vì chính pháp môn tịnh độ này giúp cho mình vui và giải quyết rất nhiều việc trong cuộc đời luôn. Thí dụ như những người mang nghiệp phá thai ngồi đây đi. Hôm qua nhà Đức gặp một cô. Cô nói hình như phá thai 4 lần, chết 2 lần, 6 lần. Đẻ thì 2 đứa đang nuôi là 8. Cũng khổ nha, 8 lần. Mắc hết 6, còn 2. Rồi 2 đứa kia thì nuôi đến 30 tuổi, tự nhiên treo cổ chết đứa nữa, còn 1 đứa. Rồi á, ông chồng á, ổng mỗi ngày ổng quậy te tôi chứ không biết sao mà ổng quậy quá trời quậy. Còn cô thì bị bệnh vì tử cung. Thấy không? Thấy chưa? Thì cô nghe được mình giảng, cô lại cô gặp Nhân Đức, nói làm sao để giải quyết vấn đề phá thai. Nhân Đức nói niệm Phật, nhớ Phật. Rồi mỗi tuần chủ nhật đi đến đây cộng tu nương vào đại chúng này nè, khi xong cúng điếu thực á, cho người ta dùng rồi người ta nghe pháp gì để người ta hóa giải cái nghiệp chướng phá thai đi. Người ta hóa giải để mà người ta nương vào đạo tràng, người ta tu, người ta cầu giải thoát. Hiểu không? Chứ bây giờ kiếm cách nào? Bà nói thầy ơi, con có thời gian đi tu, con mong thầy giúp giùm con làm sao mà con khỏi đến chùa tu mà vẫn hóa giải được. Nhân Đức nói bà nhảy xong rồi tự tử đi. Là xong việc. Tại vì nó theo nó đòi bà thôi. Bây giờ bà muốn hóa giải sớm thì bà nhảy xuống sông mà chết mất cho rồi đi. Là xong việc của nó rồi đó. Ôi trời, bà giết tá lả âm binh hết trơn, mà bây giờ bà là người buộc dây mà bà không mở dây thì bắt tôi mở. Chắc mấy ông thầy chùa ngu lắm hay sao mà tối ngày đi mở dây giùm cho người ta không. Đúng không? Nghĩa là gì? Đệ tử của Phật là cũng như Phật vậy đó. Đức Phật là chỉ người ta chứ Đức Phật không đi mở giùm. Quý vị buộc cách nào thì mở cách nấy, Đức Phật chỉ cách mở. Lằn mối theo mà mở. Hiểu chưa? Nói bây giờ ngày xưa phá thai, bây giờ ăn chay trường đi. Bây giờ phóng sanh đi, rồi giờ niệm Phật chân thật đi. Ngày xưa làm ác, bây giờ làm thiện lại. Đó là thật sự sám hối rồi đó. Còn bây giờ tiếp tục đi làm ác nữa mà kêu mình mở giùm. Không đi chùa tu, không dụng công, lo làm kiếm tiền, con mong thầy giúp giùm, cúng cho thầy 500 ngàn. Nói trời, 500 ngàn, 500 ngàn nhiều quá. Đưa có 500 ngàn mà kêu làm tùm lum chuyện chứ bà khôn thế ghê. Bà này chắc cũng là bà kéo, cái bà keo. Bà keo đây. Đưa có 500 ngàn mà kêu làm tùm lum chuyện hết trơn, ngộ thế ghê. Có 500 ngàn mà kêu giải quyết giùm 6 đứa. Ghê thiệt, bà sao bà khôn quá. Thấy chưa? Nên hồi chúng sanh nó lạ lắm. Thấy không? Nà, ăn thì lo mà ăn, còn tới xả ra thì bắt mấy thầy chùa hứng. Nó ngộ tí ghê. Bởi vì tưởng đâu thầy chùa ngu lắm. Tới ngày đi hứng phân không mà kỳ cục ghê luôn. Thấy rõ ràng không? Mà nói câu thô thô chứ bình tĩnh suy nghĩ đi. Là một đống nghiệp xong lỡ gặp quý thầy, năn nỉ quý thầy, nhờ quý thầy cứu giùm. Đúng ra mấy ông thầy phải nói một câu gì nè: con ơi con, thầy còn cứu thầy chưa được nữa, làm sao mà cứu con. Mỗi ngày thầy cũng lo 3 buổi muốn chết được, hơi xích đâu mà cứu con. Thầy cũng đem cái pháp mà thầy dùng để cứu thầy, rồi thầy đem cái pháp chia cho con để con cứu con, chứ không có ai giác ai nổi đâu bà ơi. Quá đúng luôn, đúng quý vị. Nói nha, thầy còn một đống đây mà, tuy là chuỗi lũi như vậy đấy nhưng còn tùm lum tùm la hết chưa. Hiểu không? Tuy thầy cạo đầu chuỗi lũi nhưng nó còn nhiều thứ lắm con ơi. Tay áo bự như vậy nhưng để thầy chứa tiền đấy. Chứ không phải là tâm như thái hư lượng châu xa giới đâu con à. Nên hiểu không? Bây giờ là chuẩn bị cái tay bự này để mà ai cúng dường tiền để mà xọt vô.
Ngày xưa Nhân Đức biết ông thầy công nhận ổng nhanh thiệt. Nhân Đức thì không có cái bài này nha, tay áo Nhân Đức nó không có vụ này, mà tay áo thầy đó ngày xưa có vụ này, chỉ cần đưa tiền cái là thầy chọt cái tay vô là nó gớt vô trong, chọt tay vô là gớt vô trong. À công nhận hay thiệt, riêng Nhân Đức là không có cái bài này, tại vì đó giờ ít ai cũng dường Nhân Đức lắm, nó nên Nhân Đức không có biết cái bài mà cầm cái là chọt vô cái là nó chạy vô. Nên quý vị thấy không, cái tay này nè để tiền nè nó, nhưng mà cái tay áo này có ý nghĩa đó, nghe không? Ý nó là tâm lượng phải rộng rãi á, hiểu không? Nó dùng cái đôi tay của mình để làm được nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời, mà nói vậy đi dễ hiểu nhất, nói gì cao xa nữa, hiểu chưa? Đó, nên từ nơi đó tí á, đầu tròn áo vuông như vậy nhìn nhiều thứ lắm chưa đâu, cứu cái gì mà cứu, thầy cứu thầy chưa xong đây, hiểu không? Còn gặp mà nhờ cứu mà nói à được rồi, để thầy cứu cho, đưa đầu đây. Mấy ông này nên tập đi, gõ mới bảo một cái. Chú cha ơi, thầy gõ chi đau thế, xin cái đầu rồi. Nói thầy gõ mạnh thì tiêu nghiệp nhiều. Ông mà công nhận chúng sanh nghe vậy, quý vị nói câu đó là nghe liền. Gõ mạnh tiêu nghiệp nhiều là bà nào mà nấy đưa đầu. Thầy ơi gõ mạnh. Nhận Đức nói thiệt chứ, chúng sanh mình nó mê đến mức mà không tưởng tượng được. Nếu như gặp người mà thật sự quyến rũ, mà gọi là mà dụ dỗ thì hoàn toàn là họ ngu si, dễ gạt dữ lắm. Nên quý vị đi đến đây nghe Nhận Đức là quý vị học được nhiều thứ lắm á. Trong cuộc đời quý vị đi tu, quý vị thấy ai thì biết hết trơn, tại Nhận Đức nói trơn hả? Nên Nhận Đức là cũng đụng nhiều keo lắm á. Nhiều người nói chỉ sau lưng á, nói gì? Chính mày làm cho tao kiếm anh khó đấy. Sao mày không chết đi, đít ơi đít. Không giỡn đâu à. Thì những đức ở nơi nào xuất hiện nơi đó, thì nơi đó quý vị sẽ tránh được nhiều cái mê tín. Thấy chưa? Đức xuất hiện nơi đâu thì nơi đó sẽ tránh được nhiều cái mê tín. Nhưng mà khi tránh được cái mê tín thì người ta lại đem của cải đưa những đức. Cái này mới là cái chết, cái này mới là cái bỏ mạng. Nếu như không biết đem cái này mà giải ra thì chết chắc luôn. Tại vì mình giúp cho người ta tránh mê tín thì người ta nghĩ mình là chăn tu. Mà ta nghĩ mình chăn tu, ta đem tiền ta đổ ngay mình, mà mình không xả ra được thì mình bỏ mạng liền. Cái này là cái đã có người chết rồi, đã có người chết rồi, nên những đức kinh nghiệm. Thấy chưa? Bây giờ là những đức là mỗi tháng phải đem tiền đưa cho Hòa Thượng, phải buộc mình vào cái thế là phải móc từng đồng từng cắt đem cho đưa cho Hòa Thượng xây dựng. Hòa Thượng tám mấy tuổi sợ gì? Đúng không? Ví dụ như trẻ như Nhận Đức vậy thì gặp mấy cô trẻ trẻ mình còn mê, đúng không? Gặp mấy bà sùn sồ mình nhìn mình còn kết, đá lông nheo được. Đúng không? Ai biết được. Nhưng mà Hòa Thượng 82 tuổi không đá với ai nữa hết. Hòa Thượng không xúc với mình để mới bị một đá chứ đừng nói chi đá lông nheo. Đúng không? Vậy thì mình đưa tiền cho Hòa Thượng xây chùa là chắc ăn 100%. Nên buộc cái thế là bản thân Nhận Đức phải lo cho chúng xong hết, để dành tiền để đưa cho Hòa Thượng mỗi tháng luôn, điều rèn luôn. Hôm qua hai thầy trò ngồi, Nhận Đức nói Hòa Thượng ơi, sắp sửa tới tháng đưa tiền rồi. Hòa Thượng nói một câu nè, công nhận ở trong chùa Mao Đức Lây quay tới thứ bảy. Xong Nhận Đức nói, ủa Hòa Thượng thứ bảy là sao? Hòa Thượng nói, trả tiền thợ. Ai thầy trò ngồi nói chuyện mắc cười không? Hòa Thượng thì nói lây quay cái tới từng, mấy thằng thợ nó nói sao lâu tới từng, còn tao thấy cấp kỳ tới từng, còn mày thì mày thấy lây quay tới tháng. Ghê không? Hòa Thượng thì lo mỗi tuần trả tiền xây dựng 4 điểm xây chùa. Quý vị coi bây giờ hiện tại còn 3 công trình đang xây và 5 dãy nhà đang xây, tổng cộng là 8 cái dãy nhà đang xây, mà mỗi tuần trả là một tuần với Hòa Thượng trả 1 tỷ mấy.
thì cần nghĩ Hòa Thượng lo cỡ nào chứ quý vị. Nếu như bản thân những đức mà không chung tay Hòa Thượng, ai chung tay đây? Thì Phật tử người ta cúng, nhưng mà mình bản thân đệ tử phải chân thật hết lòng với Thầy, hiểu chưa? Nên quý vị biết rằng dưới cái tâm những đức là cũng lo lắm chứ không giỡn đâu. Những đức còn thì chia sẻ Phật Pháp cho quý vị nghe được là do những đức còn tu được á. Những đức cố gắng còn niệm Phật được, đi đâu đem máy niệm Phật được, tu được những đức mới còn giảng được á. Chứ đúng ra dưới những đức bây giờ là không giảng Pháp nổi. Tại vì bốn đạo tràng đức chạy vòng vòng mà nhân sự những đức phải sắp hết. Sắp nhân sự hết luôn á. Thì biết rằng chủ nhật mà từ mà 4 giờ chiều mà nhìn tới 9 giờ rưỡi tối xuyên suốt luôn. Chủ nhật là vậy đó, buổi chiều là vậy đó. Rồi đi sắp từng ban bệ bố trí từng chỗ. Rồi dưới mấy cô trẻ thì ngồi nói chuyện cho nó cừ, khổ lắm chứ không phải giỡn đâu. Thật sự mà nói nó phải có bản lãnh lắm á quý vị ơi. Mỗi một cái ban trẻ nào phải ngồi nói chuyện cho nó cừ. Chứ quý vị mà la tụi nó không, nó làm rồi cho mà thấy, nó câu có, nó mệt mỏi, nó bực tức á, thì quý vị là phái nữ quý vị biết rồi, thấy không? Cái tuổi lúc còn trẻ mấy bà biết mà. Bây giờ thì tụi nó đi tu còn trẻ gì, nó phải hưởng được cái niềm vui gì trong Phật Pháp chứ. Còn mình ngày xưa mình còn trẻ, mình hưởng cái niềm vui ngoài đời đúng không? Bây giờ nó không hưởng được niềm vui ngoài đời, nó hưởng niềm vui trong đạo. Nó phải gặp một ông thầy mà phải nói chuyện hay, vui vẻ, quan hỷ. Rồi con gái thì nó lại ăn dụng ăn dằn. Quý vị phải tính toán làm sao đồ ăn, đồ uống, nấu mà phải kêu nấu cái gì mỗi từng chủ nhật. Là chiều lại cái làm xong, chiều lại là gặp là làm cái gì cho nó ăn, xào bắp hay là gói bánh chú cuốn gì, nước chấm sao phải chỉ cho người ta làm rõ ràng gì. Rồi xong rồi dọn lên ngồi nói chuyện rồi cho ăn một chút, có thực mới vực được đạo. Phải không? Mỗi một vị trí từng chút quý vị nghĩ không đơn giản đâu. Nhà mình chỉ có 2-3 người thôi mà quý vị thấy không sể. Đừng có nói rồi mỗi một tuần lễ như đức phải bố trí là cái ăn cái uống thì sao, cái ăn cái uống của chùa, rồi nấu cái gì cho các cụ thay đổi món, lâu lâu nấu lẩu, lâu lâu làm bánh hỏi hay cái gì phải bố trí đều, là phải chỉ các cô mới làm. Chứ chùa mình như đức đâu có để các cô tự ý đâu. Nếu mà tự ý là chùa mình lộn xộn đó. Tất cả vị trí nấu ăn, vị trí làm gì, rồi sổ sách những đức phải coi. Sổ sách chi cái gì phải coi rõ ràng. Xây dựng mua cái gì, ở đâu là phải chi rõ ràng. Quý vị biết nó đâu có đơn giản, lo đài từng chút mà còn phải coi mà. Quý vị nói cái chuyện đơn giản lắm hả? Quản lý một cái vị trí mà 4 điểm chùa mà lượng con người đông gì mà vẫn ổn định với vị tu. Nội mà cái chuyện những đức tính ra cái pháp tu mà gọi là chiếc máy này, là cái việc này là quá kinh khủng rồi đó. Nội mà cái pháp tu mà bấm máy này là dữ lắm nè. Nếu mà không có cái vụ cái pháp tu mà bấm lên mà tu này, quý vị ai dẫn chung? Chùa mình ai dẫn chung? Một ngày 4 thờ ai dẫn điều được gì? Vì thấy cái pháp tu đưa sẵn lên tới giờ, bấm lên cái là tu, ai làm là làm rõ ràng hết. Đó. Quý vị biết rằng có khi làm mà phải đi ra ngoài đó cùng làm. Đó là cả một vấn đề ý nhân đức muốn nói với quý vị nghe rằng cuộc đời phải làm một việc gì đó ý nghĩa trong cuộc đời. Nhưng cái ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời con người là phải niệm Phật cầu sanh cực lạc. Việc này là việc quan trọng nhất, những việc khác không có quan trọng bằng. Chúng ta là sống ở cuộc đời này tại vì chúng ta nương nhờ mà sống. Nên chúng ta cũng phải làm cái gì đó để thấy rằng người tu nó có ý nghĩa. Để cho người ta học theo pháp tu mà người ta tu. Nếu như mà nhân đức ngồi không vì nhân đức niệm Phật, nhiều người ta nói ông có làm được trò gì đâu. Bây giờ những đức lo cho bao nhiêu bà già hòa thượng xây chùa thì người ta nói Phật Pháp ý nghĩa, đã đỡ đi cái gánh nặng cho xã hội rất nhiều người. Bữa đó có một cái cô kia mà cũng có chức phận, cô đến chùa mà cô nói trời ơi, đi đến nhiều nơi viện dưỡng lão mà có viện dưỡng lão nào mà được như cái chỗ này quá sạch sẽ rồi, cả tôi mà còn muốn tuổi già vào đây ở. Chưa, người ta có chức phận mà người ta còn muốn tuổi già vào đây ở. Cô đi với những đức, cô nói một câu gì nè: giàu nào mà có hoàn cảnh này thầy, nhà có biệt thự lớn cỡ nào cũng đâu có một hoàn cảnh rộng gì mà đi vòng vòng được. Nó, cái nhà bự cũng là cái nhà kinh doanh buôn bán, chứ không có thể nào hoàn cảnh gì mà để đi xung quanh cây cối mát mẻ gì. Nói là đúng là người già đây quá phước báo mới được hoàn cảnh này. Quý vị coi cả cái Đại Tùng Lâm còn hơn là cái công viên. Mà đây là công viên về mặt tâm linh thật sự luôn. Thì thầy vô bước vô đi. Nên tự nhiên tuổi già mình nhìn nhận, rồi mình chọn một cái nơi bình an mình đến chứ.
Tự nhiên mình ở trong cái căn nhà nhỏ bao nhiêu chục năm, vì con cái mà mình ở trong căn nhà đó, tại sao bây giờ vì không bước ra? Có người đứng ra lo trong cái lúc này mà họ còn trẻ hơn mình, chắc chắn họ lo cho mình, họ sẽ chết sau mình, đúng không? Nhà Đức năm nay 41 tuổi, thì nếu nói tuổi này chắc nó cũng chưa chết gì liền đâu, đúng không? Mà ai biết, chết giờ nào không biết. Nhưng mà nếu mà nói về tuổi này xã hội thì nó cũng còn sống á, đúng không? Còn sống chứ chưa chết liền đâu. Nên mấy bà già thì cỡ nào thì Nhà Đức cũng đưa mấy bà đi rồi Nhà Đức mới đi. Thì những người già mà vô đây là trong cái thời cuộc này là còn những đức ngon lành nè. Không còn những đức là đứng ra lo từng ly từng tí từng chút được đó. Nên mấy bà già phải tranh thủ vô, để tôi đưa mấy bà đi rồi tôi đi theo. Còn mấy cô sồn sồn này thì chưa biết. Sồn sồn này rồi nè, ngang ngang với nhau này, không biết ai chết trước chết sau chưa biết. Hiểu không? Nhưng mà nắm một cái pháp tu cho chuẩn nghe. Nên những đức á, là tặng tượng Phật đồ này kia là muốn cho quý vị ở nhà của ngôi Tam Bảo đó. Cái việc này quan trọng lắm á. Quý vị biết rằng nó hy hữu lắm á, có người xuất hiện mà gọi là đưa một cái pháp tu chuẩn cho quý vị tu, mà đưa lên cái tư tưởng rằng là Tam Bảo lập gia đình đó quý vị. Đây là điều mà hy hữu lắm á. Nên nó qua một đời người ta rồi, không biết ai là người xuất hiện nữa hay không, hỏi chúng sanh có phước hay không. Từ nơi đó đó, hãy nhớ quý vị kiểm nghiệm. Từ đó giờ thiệt là lâu đi, cũng có nhiều người hướng dẫn vị tu, nhưng mà để có một người hướng dẫn gần gũi và đưa một cái pháp chuẩn với vị tu khó lắm, rất là khó. Một cái pháp chuẩn đó, quý vị biết rằng những đức coi sách tổ sư rất là nhiều về tư tưởng, nhưng mà những đức tìm hiểu ra một cái pháp tu á, để mà cho mỗi người tu được luôn đó nghe. Thì mình thấy các ngài đưa lên chung chung thôi, chung chung một cái pháp, chung chung thôi nghe. Chứ chưa có một cái pháp mà hoàn chỉnh mà để mà áp dụng trong cái gia đình và trong ngôi Tam Bảo. Những đức thấy rằng là hiện tại Tam Bảo mình tu là không ngán rồi. Không ngán là ngon đó. Tu không có ngán, thờ khóa tu không có ngán. Rồi đưa là thờ khóa gia đình cho vị tu được luôn. Quý vị cứ áp dụng đi. Rồi nhà có ngôi Tam Bảo chỉ cho con cháu niệm Phật luôn, để cho đời mình qua đi con cháu tiếp nối. Con cháu mà biết tu tiếp nối là gia đạo thịnh. Con cháu mà không biết tu mà tiếp nối là gia đạo si. Chắc chắn là si. Giàu cũng si nữa, tại vì không biết tu là si à quý vị à. Nhớ nha. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mang nghiệp nặng cỡ nào, chỉ cần quý vị gặp pháp môn Tịnh Độ này là có cơ hội được cứu. Chắc chắn là có cơ hội được cứu luôn. Đây là một cái pháp bảo thù thắng mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài để lại cho nhân sinh. Nếu như trong cái thời mạt pháp này á, mà không có cái pháp môn Tịnh Độ này á, thì chư tổ sư nói rằng là chúng sanh 9.000 năm của thời mạt pháp đỏ chưa? Đỏ hết. Không có ai mà tu cái pháp nào mà đời này thành tựu nữa chứ. Chỉ có đúng môn Tịnh Độ này thôi à. Bây giờ quý vị mà không gầy dựng tính tâm tính nguyện để cầu sanh cực lạc thì thôi, cứ gì chịu thua đi. Quý vị không có cỡ nào tu giỏi cỡ nào mà thành tựu được chứ. Cái pháp môn Tịnh Độ này là gầy dựng từ tính nguyện để cầu sanh cực lạc. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng A Di Đà Phật là vua trong các Phật, Kinh Vô Lượng Thọ là vua trong các kinh. Nên sự mà hiện diện của Kinh Vô Lượng Thọ, và đến khi mà pháp diệt thì Kinh Vô Lượng Thọ lưu hành là 100 năm, phải là vua trong các kinh không? Rồi A Di Đà Phật là vua trong các Phật, khi kinh giáo diệt tận thì còn một câu A Di Đà Phật khi Kinh Vô Lượng Thọ cũng diệt luôn. Pháp thù thắng chưa? Nhưng những đức đã từng nói với vị nghe rằng đừng có đợi đến cái ngày mà pháp diệt tận còn một câu A Di Đà Phật. Tại vì câu A Di Đà Phật mà không có người giảng sao mà tu? Trời ơi, câu A Di Đà Phật này mấy ai mà hiểu mà tính? Không người giảng, không người tu thì sao mà quý vị tiếp nhận được cái pháp A Di Đà Phật này? Quý vị phải nhớ nè, cái pháp A Di Đà Phật này là một cái đại pháp bảo. Mà cái người mà tiếp nhận được cái đại pháp bảo này là phải đại pháp duyên. Quý vị mà không có đại pháp duyên làm sao quý vị tiếp nhận được đại pháp bảo A Di Đà Phật? Nhớ nha, Kinh Vô Lượng Thọ nó nói rõ ràng, người không đủ thiện căn phước báo nhân duyên không tin pháp này. Người mà nghe Tịnh Độ mà không tin Phật nói bình thường, người mà nghe Tịnh Độ mà tin liền là phi thường.
Nên Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền mà vừa nghe thầy dạy A Di Đà Phật thì tin niệm 92 năm mới bị nghĩ là ai à? Phật Bồ Tát xuống thế. Chúng ta phải trải qua thời gian rồi mới tin. Nên chúng ta gọi là thiện căn dày. Thiện căn dày đối với Pháp A Di Đà Phật nên mới ngồi đây. Nhớ cái người tu của môn Tịnh Độ này á, quý vị tu dài 3 năm quý vị ưa có cái bệnh gì phải không? Ngán. Niệm câu Phật hiệu giết ngán. Niệm câu Phật hiệu giết rồi chát. Niệm giết khô khan vô vị, không muốn niệm nữa. Rồi niệm giết không thấy gì, không muốn niệm nữa. Nếu như quý vị dùng cái pháp nhãn chân thật để nhìn thì quý vị thấy quý vị có lợi ích rồi á. Quý vị lợi ích là ngay cái pháp trụ quý vị có điểm trụ. Đó là chỗ lợi ích lớn nhất. Đó là quý vị có điểm bình an để nương tựa. Đó là nương tựa bổn nguyện của A Di Đà Phật là yên tâm. Chính bản thân những đức là gặp Phật Pháp hơn 13 năm nay, những đức chỉ có an trụ ngay chỗ bổn nguyện niệm Phật mà làm bao nhiêu việc phát triển chùa chiền đồ chúng ảnh hưởng đông, toàn là từ nơi nương tựa bổn nguyện A Di Đà Phật mà thành công. Nếu như mỗi một người mà nghe cái pháp niệm A Di Đà Phật này mà thật sự an trụ vào bổn nguyện A Di Đà Phật thì vị thành công liền. Quý vị dù phá thai bao nhiêu lần, tạo nghiệp sát sanh cỡ nào, nhưng chỉ cần an trụ trong bổn nguyện A Di Đà Phật thì tất cả quan gia trái chủ cũng đang nương vào bổn nguyện A Di Đà Phật luôn. Vì họ đang đi theo quý vị mỗi phút mỗi giây, mỗi khắc họ đang ở bên cạnh mình. Họ ở bên cạnh quý vị nên khi quý vị phá thai tạo nghiệp sát sanh này thì con quý vị có những đứa hư, có những đứa tự nhiên treo cổ tự tử. Ông chồng lại về chửi mắng đánh đập mình là do nghiệp quan gia nó điều chỉnh con người này với người này trong nhà, tan nhà mất mạng, gia đình lộn xộn lu bu. Còn nếu như quý vị hoàn toàn nương vào cái bổ nguyện Di Đà để mục tiêu cầu sanh cực lạc thì tất cả những cái nghiệp duyên trả nợ trong cuộc đời này quý vị sẽ vui trả liền. Sẽ trả rất là tốt đẹp. Vì sao? Trả ở cõi đời khỏi trả ở tam đồ ác đạo. Trả ở cõi đời chỉ là một đời mấy chục năm, trả tam đồ ác đạo phải chịu thời gian vô lượng kiếp. À, nên nương vào cái pháp A Di Đà Phật là nương vào một vị Phật vua của các Phật. Phật là bình đẳng. Vì sao gọi Phật A Di Đà là vua của các Phật? Vì Đức Phật A Di Đà phát nguyện đầu tiên trong các vị Phật, làm việc tiên phong. Đó là Đức Phật A Di Đà phát 48 lời đại nguyện mà 10 phương chư Phật cũng có thể phát được, nhưng mà vì Phật A Di Đà đã tiên phong phát trước, bổn nguyện đã phát trước rồi, nếu một vị Phật mà phát theo như vậy thì có sự tranh cạnh. Phật và Phật mà tranh cạnh thì có khác gì phàm phu cùng với phàm phu. Nên Phật không thể nào tranh cạnh. Có Phật A Di Đà phát nguyện rồi thôi, 10 phương chư Phật cứ tán thán Di Đà. Nên Di Đà được mệnh danh là vua của các Phật. Nguyên lý là như vậy. Lợi ích nên chịu thiệt hoàn toàn. Đúng không? Chỉ cần lợi ích cho chúng sanh, chư Phật đều chịu thiệt được hết. Chúng ta thì không chịu thiệt. Chỉ cần đụng vào việc lợi ích của mình một chút là không được. Chùa người ta lớn hơn chùa mình thì đã không vừa lòng. Người ta nổi bật hơn mình cũng không thích. Phải hạ bệ người ta thấp xuống một chút, đúng không? Đó là tâm trạng của kẻ phàm phu. Còn Phật thì chịu thiệt để lợi ích cho chúng sanh. Nhưng các ngài nhìn rõ là Phật A Di Đà làm được việc đúng, việc tốt thì các ngài mới ủng hộ hoàn toàn. Nếu như Phật A Di Đà mà làm sai thì các ngài không thể nào ủng hộ được. Chúng ta là không có được trí tuệ như Phật nên chưa biết rõ được người này làm đúng hay sai. Nên chúng ta chưa thể nào nhận thức sâu sắc được mà hoàn toàn phải tin họ và tán thán họ được. Vì chúng ta là kẻ phàm phu. Nên mỗi một người làm được việc tốt thì cố gắng làm. Nhưng để kêu người khác hoàn toàn tán thán mình thì không ai dám tin hết. Người này còn nhỏ quá, còn trẻ quá, người này tu làm sao, tôi phải tán thán người này. Lỡ tán thán nó, mai mốt nó quay đầu, nó làm chuyện tầm bậy, tôi dính thì sao, đúng không? Nên sự tán thán phải hoàn toàn có trí tuệ. Cả chê người và chửi người và tán thán người cũng phải hoàn toàn phải có góc độ. Quý vị, thí dụ như quý vị có tiếng tâm, quý vị khen một người mà không phù hợp là chết. Dính liền. Thí dụ như bây giờ tại sao nói chuyện, ít bao giờ mình nói một cái tên người nào vô trong cái buổi nói chuyện.
vì không muốn dính vào cái tên người đó, biết người đó làm sao. Nên nói chung 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 những việc tốt nêu lên cho người ta cố gắng làm, vậy thôi. Quý vị biết rằng vừa mới coi cái công đoạn mà bên Hàn Quốc đó, bệnh mà cái lễ gì đó, hóa trang ma quỷ gì đó, mà nó dẫm đạp nhau nó chết đó quý vị. Có con cháu đó, thôi nói với con cháu nghe, bắt lên cho nó coi. Con người á vẫn là tốt hơn cảnh giới ma quỷ chứ. Làm người rồi mà không chịu đi lên trời hoặc lên cảnh giới của Phật mà đi làm ma quỷ làm chi, hiểu không? Nên ý nghĩ của người phương Tây á, làm như họ có một ý nghĩ gọi là nó bị đi suốt, đúng không quý vị? Ý nghĩ nó đi suốt. Mà cái lễ này là cái lễ là do nước ngoài truyền vào, hiểu chưa? Được thân người rồi mà không chịu đi lên chờ, đi lên cõi Phật mà đi muốn làm ma quỷ. Tự nhiên nguyên một cái dạng người đi sơn mặt sơn mài, đeo mặt nạ làm ma quỷ. Cuối cùng nó tập trung lại một chỗ quá đông, rồi bắt đầu là nó dẫm đạp với nhau chết chưa. Người nữ nó mệt quá nó xỉu xuống, cái đạp dẫm rồi dính nhau rồi chết hết. Kinh hồn. Thấy chưa? Cái cõi này phải cộng nghiệp kinh khủng chưa? Quý vị thấy mình học Phật mình mới nhận thức chỗ này nè. Cái lễ trong nhà Phật đó, nó có một cái từ bi bỏ vào quý vị. Tất cả lễ trong nhà Phật quý vị hãy nhận thức đi, phải là có một cái sự từ bi không? Một số tôn giáo ngày lễ hội là có sự sát sanh, còn riêng lễ hội trong nhà Phật là quý vị thấy không có sát sanh, đúng không? Nếu như một cái ngôi chùa nào mà sát sanh hại vật thì đó là do cái nơi đó nó tập tục từ đó tới giờ sao. Chứ đa phần đạo Phật đều là nêu cái chuyện từ bi khoan dung tha thứ, từ bi đối với chúng sanh mà từ bi đối với loài động vật luôn, đúng không? Nên hàng cư sĩ mà người ta còn có thể ăn chay trường, mà người xuất gia mà còn ăn mặn là do gì? Người ta đi theo một cái phinh hướng gì đó từ đó giờ, nhớ. Nên có những người học Phật á, người ta nói một câu rằng ăn con vật để độ con vật. Vậy chúng ta hỏi lại, bản thân mình được độ chưa? Bản thân mình chưa được độ mà nói ăn con vật để độ con vật thì cái lý này không đúng. Quý vị công nhận không? Quý vị nếu là Bồ Tát như Tế Công Hòa Thượng thì quý vị ăn con gà nhả con gà được không? Tế Công là ăn gà nhả gà đó, ăn cá nhả cá đó. Còn quý vị ăn gà nhả cái gì? Nhả cái phao câu gà. Mở câu phao câu gà xương không, không có miếng thịt nữa, đúng không? Vậy mà đổ gì? Tế Công người ta ăn gà, người ta nhả gà. Còn mình ăn gà, nhả xương gà, ăn cá, nhả xương cá. Vậy thì quý vị độ, cái này không dám nói rồi đó, không dám tin rồi đó. Nói thiệt á, thôi tốt nhất ăn chay trường là hay nhất. Nói thiệt, đây là chắc chắn nhất luôn. Có nhiều người hỏi, thầy ơi con ăn chay trường rồi mà ăn trứng được không? Đã ăn chay để ăn đại ăn chay đi, còn mấy ăn mặn đại đi, còn nói thêm cái chỗ muốn ăn trứng ăn gì nữa, đúng không? Đã ăn chay thì ăn chay đại đi, ăn cho tới cùng luôn đi, làm tớ luôn, đúng không? Thì giờ đồ chay thì mình ăn, còn mình hỏi chi mấy cái chuyện đó ăn chi cho nó mệt thôi. Còn trứng có chống không có chống chi, suy nghĩ chi cho nó mệt đi chợ. Miễn cái nào ta nói chay là mình ăn, chay là ăn, đúng không? Đồ chay vậy thôi à, đồ chay là chết. À, đúng là con trai cũng có giá chứ không thấy đồ cái. Hiểu không? Nó đồ chay thì vớt liền, hiểu chưa? À, âu lạc âu gì mà nói đồ chay là vớt chay mà, ta danh từ là đồ chay, đúng không? Là vớt. Còn nói trứng gà trứng vịt cha chống đực cái gì khỏi khỏi không ăn. Trứng gà là trứng gà thì cũng là con gà đẻ chứ ở đâu mà ai nắng cái trứng, đúng không?
Quý vị đẻ cực không? Cực. Giận gà đẻ cực không? Cực. Thì thôi mình đừng ăn trứng gà. Ai ăn kệ người ta, mình đừng ăn. Đúng không? Vì nó đẻ cực nên mình không muốn ăn. Đó, ăn chay. Vậy là ăn chay. Đúng không? Cho nó xác thực đi. Rồi thêm một cái nữa, có nhiều người hỏi là hành, tỏi, hẹ, kiệu, cái này kia đồ, con có ăn được không thầy? Quý vị muốn ăn thì ăn, kể vị. Còn tôi không ăn là chuyện của tôi, đúng không? Hòa Thượng Chí Tịnh nghe ngài còn tại thế, ngài nêu cái vụ này mạnh lắm á. Hòa Thượng ngài nói rằng là ngài đi đến nhiều chùa, ngài ăn chán cơm trắng á. Tại vì sao nhiều chùa cứ xào hành tỏi này kia đồ phi cho thơm, ngài không chịu. Cái mùi đó ăn khó ăn, ăn được, đúng không? Mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng ngũ tăng á, nó còn kinh khủng hơn, có khi lòi thịt. Cái mùi nó hôi không tưởng tượng được. Như những đức bây giờ ăn chay mười mấy năm này, quý vị biết không? Mùi tỏi như đức chịu đâu nổi đâu. Chỉ cần mua món đồ ăn gì phớt ngang những đức mà có tỏi như đức chịu không nổi. Cái người mà ăn tỏi ngồi gần như đức thở như đức chịu cũng không nổi. Ăn chay mười mấy năm quý vị sẽ cảm giác được điều này liền gì đó. Hả? À? Thì quý vị biết cái ngũ tăng là nó cỡ nào chưa? Nó nên nói là ăn ngũ tăng là quỷ thần ghét lắm. Cái mùi đó rất là khó chịu. Nên cái người mà nói là sợ ma, sợ này sợ kia mà đeo tỏi trong người là quý vị chết. Quý vị đeo hoài được không? Quý vị thế nào cũng điên à. Quý vị ăn tỏi hoặc đeo tỏi, quý vị nói để cho ma tà chánh, quý vị là thế nào quý vị cũng điên à. Chắc chắn luôn. Tại vì cái tâm này là cái tâm của ma quỷ. Quý vị tránh cái bên ngoài nhưng mà ẩn ý cái bên trong mới chết. Dù cho mình ngủ gặp ác mộng hay ma tà dẫm dựa gì, mình chỉ cần chăng thật quay đầu niệm Phật, nương vào đạo tràng gì để mình giờ cái quay lực này để hồi hướng cho người ta thì là đúng pháp. Còn mình dùng cách này cách kia để yếm chù người ta là sai pháp. Là mình dùng như vậy là nghịch pháp, hiểu chưa? Cái thuận pháp á, là mình phải trả nợ là thuận pháp. Nên cơ thể con người mà ăn uống tùy tiện thì gọi là bệnh hoạn về cái chuyện ăn uống. Thì cái này điều chỉnh ăn uống lại. Những đức khuyên tất cả những người ăn chay, đây là chuyện của tôi ở trong chùa này tôi nói. Ngoài trong chùa này tôi không nói tới nghe. Ai muốn làm gì làm. Ở đây ai đủ duyên nghe tôi nói chân thật. Bệnh đau ung thư sida chuột gì, khi bệnh đau phát tâm ăn chay trường, ăn cơm bình thường. Đừng có nên ăn kiêng ăn gì hết. Đừng có ăn kiêng ăn gì hết, cứ ăn cơm bình thường đi. Còn ăn kiêng là ăn những thời gian nào mình cảm thấy ăn chút ít gì cho nhẹ nhàng cơ thể khi quá mập, hiểu chưa? Chứ không nhất thiết chúng ta phải ăn kiêng cho ốm nhơm ốm nhách. Nhớ, đừng có ốm nhơm. Đừng có ốm nhơm nghe. Thí dụ như mình quá mập thì mình ăn cái đó một chút đồ dưỡng sinh để cho cơ thể của mình nó giảm mỡ, giảm béo lại một chút, hiểu chưa? Thì được. Nhưng mà nói bệnh đau ung thư đồ này kia mà quay lại ăn kiêng hoàn toàn đó, phàn. Vì sao? Vì khi quý vị ăn thì tâm trạng buồn và ăn đồ vậy nó quá ốm. Khi nó quá ốm thì tâm trạng nó bị suy sụp luôn. Nó không đứng lên nổi. Bây giờ quý vị trước nhất là phải ăn chay trường thôi. Ăn chay trường, ăn đồ ăn cho đàng hoàng, ăn cơm đồ cho đầy đủ đi. Rồi để cho cơ thể đỡ ốm một chút, đừng có ốm quá. Tại vì khi con người mình mà coi được một chút thì mình nhìn mình phái, mình cũng muốn tu. Nhưng mà nhìn mình mà nó xanh xao vàng giọt, ốm nhơm ốm nhách, nhìn thấy gớm. Thì tự nhiên mình nhìn mình là mình chán lắm, mình không muốn nhìn mình. Quý vị để ý khi quý vị mà đẹp đẹp một chút á, quý vị thích soi gương lắm. Đúng không? Nhưng mà khi quý vị mà quá xấu, quý vị không muốn nhìn nữa. Đúng chưa? Mà khi không muốn nhìn nữa thì tức khắc tâm trạng nó buồn liền. Mà khi buồn rồi là không có thuốc gì trị được bệnh này đâu. Nên những đức khuyên tất cả những người ăn chay cứ ăn chay bình thường đi. Hiểu không? Còn đồ dưỡng sinh thì nó tốt chứ phải không tốt. Nhưng đừng hoàn toàn tập vào cái thói ăn gọi là ăn nó mà không ăn cơm trắng. Những đức gặp có nhiều người đi vô chùa mình là nói con muốn ăn không ăn cơm trắng không à. Những đức nó không có đúng tầm bậy. Cả chùa người ta nấu cơm trắng, có mình bà không ăn cơm trắng. Không lẽ tôi nấu nồi cho bà, rồi mười bà vô đây tôi nấu mười nồi. Vậy thì bà coi ngôi chùa này sao tôi tổ chức đây. Nên bà ăn làm sao mà bà đụng cái gì bà cũng ăn được đó, thì bà mới hay. Đúng không?
Đó, người ta ăn được bà ăn được. Giống Hòa Thượng Hải Hiền, ngày ăn chay mà cái thời điểm khó khăn nhất người ta bắt ngày ăn mặn, nhưng mà ngày gấp rau trong thịt ăn luôn. Ghê chưa, mà tâm chay ghê chưa. Nó như cái câu chuyện nghịch duyên, thấy không? Thành tựu của đường giảng sanh đó, nhưng mà tâm người ta chay. Tâm người ta chay, còn mình ăn chay mình còn nghĩ nhiều thứ. Mình mà gặp cái đùi gà là mình nhớ ngày xưa, hiểu không? Mình tâm mình chưa có chay được như người ta. Đó, cái đó nói cho rõ ràng. Nên cái việc mà nói là ngũ tăng đồ này kia, đồ hành tỏi hạ kiệu này kia, đã ăn chay đừng nên ăn, tốt nhất đừng nên ăn. Còn nếu như người ta mới ăn chay, người ta đã tránh được đồ mặn rồi, nhưng mà người ta muốn phi một chút cho thơm để cho người ta ăn, thì mình nên phương tiện cho nó ăn cái đó còn đỡ hơn ăn thịt. Thì mình cho người mới ăn, ăn đi. Còn nếu như mình quyết định nấu thì mình nấu luôn, đừng có bỏ nó vô, từ ban đầu cho nó ăn luôn đi, chứ đừng có thêm hành tỏi hẹn chi cho nó ăn, đúng không? Còn nếu như nó đòi ăn mà nó không ăn mặn nữa, mà nó ăn cái đó mà không ăn mặn, thì cứ cho nó ăn cái đó đi, đừng có ăn mặn. Đó là tùy thuận chúng sanh, đúng chưa? Rất là rõ ràng. Còn những người mà ung thư đồ đừng nên ăn kiêng nghe, đừng có ăn kiêng. Nhà Đức thấy nhiều người rồi, ôi mỗi lần mà thấy ai mà ốm nhơm ốm nhách là mình thấy là bệnh hoạn à. Mập quá thì cũng không được, mà ốm quá coi không được. Người ăn chay ít gì cũng phải có thịt một chút, chứ đừng có hoàn toàn có da mà không có thịt. Trời ơi mấy bà, có da mà không có thịt thấy ghê lắm, nó khô khan lắm. Thật sự mà nói nghe, phái nữ nghe, cỡ nào cỡ cũng phải tròn trịa một chút, chứ phái nữ mà da không mà trời đẹp cái gì. Bởi vì cái xã hội mà con người ta làm như cái góc độ nhìn họ làm sao á. Có nhiều đứa người mẫu mà mình dịnh vào người đó, cho mình nói cái cơ thể này mà đẹp cái gì. Xương không mà đẹp gì chả. Con người nó phải có thịt, quý vị coi cái nhà mới cắt mà lúc mà sắt không đẹp không? Nó phải có thịt. Hiểu chưa? Bây giờ nè, quý vị đục cái cây trụ này ra đi, quý vị còn xương không? Quý vị coi cây trụ này đẹp không? Không. Nhưng mà nó phải mo tròn gì cây trụ mới đẹp, đúng không? Là có thịt. Hiểu chưa? Có thịt mới đẹp ha. Dễ hiểu. Nên người phụ nữ cỡ nào cũng phải có thịt, và phải có thêm miếng mỡ nữa. Nhớ nghe, thịt không vẫn là khô khan. Thịt không vẫn là khô khan. Quý vị ngày xưa ăn mặn, quý vị thấy kho thịt không ăn ngon không? Không. Ba gọi mới ngon, đúng không? Đó. Vậy thì phái nữ mà đẹp là phải ba gọi. Hiểu chưa? Thịt á thì phải có nhiều, nhưng nếu mỡ nhiều mà thịt ít cũng không đẹp nữa. Mỡ nhiều quá mà thịt ít thì tức khắc nó đi giống như là cục mỡ biết lăn, cục thịt biết lăn, đúng không? Còn nên thịt ba gọi, xương đồ đầy đủ hết, kết hợp vào thì tức khắc đẹp liền. Nó nhớ đừng có da không nha. Da không là không được đâu. Nên phái nữ nhớ ít gì cũng phải có da có thịt tròn trịa chút. Tự nhiên nó ra vẻ tướng một người đàn bà coi được chút. Hiểu chưa? Nó ăn chay vậy ta nhìn mình ta cũng muốn ăn chay nữa. Trời ơi mấy bà ăn chay giết mà nhìn thấy gớm. Ông nhơm ông nhắc thấy ghê. Thấy trong chùa mình những đứa nuôi người chưa? Nuôi người đó. Nó nhìn mấy cô mình á, ai mà không muốn ăn chay. Không, đứa nào cũng tụ nu tú nú. Từ nơi đó tao thích ăn chay. Nói mạnh dạn. Gặp mà những đứa ăn chay mà. Ăn chay khỏe lắm. Ăn chay khỏe mà cầm cái cây Miro cái tay kỳ thầy. Yếu, tay yếu. Không, vậy ai muốn ăn chay, không? Đó, nên ăn chay là cứ ăn tự nhiên. Khả năng ăn 10 phần, ăn 99 phần đi. Thật sự mà nói con người ăn được ngủ được là tiên. Nhưng mà đừng ăn quá đáng thôi. Đúng không? Khả năng cái bụng nó chứa con 1 kg mà vớt 2 kg không được. Mình vớt kiểu này là bao tử mình chết, thấy không? Bao tử mình 1 kg mình vớt 99 gram. Còn chừa lại một chút. Vậy là bao tử nó được, giác được, đúng không? Đó, nên tất cả các ông, các bà, các cô, các chú ăn chay bình thường là tốt rồi.
Đừng nên học đòi cái kiểu như mà ăn kiêng hoàn toàn mà đồ ăn không nấu cơm nghe. Sau này đi đâu cũng bắt điện đó, đừng có nói chuyện dẫn chơi. Còn tiểu đường, tiểu đường thì nên ăn đường nhiều. Cho mày dư đường, cho mày dư đường luôn, thấy không? Bây giờ á, quý vị nghĩ đi, con người ai cũng bệnh đau, cái thứ gì chúng ta cũng kiêng cự hết, vậy vì sống làm sao đây? Đây gọi là tâm bệnh, tâm bệnh, cái thứ gì cũng kiêng cự hết trơn á, không được. Đã là ăn chay rồi, khi người ta nấu thì người ta phải bỏ một chút đường vô, mà mình nói ăn một chút đường vô là nó lên đường không có chịu nổi. Vậy thì cơ thể chúng ta mới bị câu thúc hoài luôn, chúng ta sống khó quá, hiểu chưa? Chúng ta nói với cái thân mình, chúng ta nói gì nè: ê ê ê, mày dễ một chút đi mày, mày muốn chết hay gì, muốn chết hay sao mà mày khó, mày ăn chút xíu đường cái là người ta ăn được, sao mày ăn vô mà mày lên, mày lên đường cái gì, ăn mày mà khó khó mày chết mày với tao nghe chưa, nghe lời ăn đi, nó tập nó lại đi. Nó nhiều cô vô đây mà vô chùa mình bị cận thị á, những đứa hỏi mắt thấy đường không? Dạ thấy, thấy mờ mờ, lộ kiến nghe, mờ mờ cố gắng mình đi. Nó dạ sợ té, không có sợ té thì đứng lên, vậy mà cuối cùng mắt thấy luôn, tao cho ngộ tới ghê, thấy rõ ràng chưa? Chùa mình nè, mấy cô vô chùa cận thị đeo mắt kiến tối ngày, những đứa lấy mắt kiến hết trơn. Mới ban đầu miếng đồ hũ mà nó cứ gấp với cái chén không, nó gấp qua bên con mộ ghê á, nó đeo mắt kiến với mắt mờ thêm, nó cận thị nó càng tăng hoài. Vô đây có cơ hội Đức lấy mắt kiến, vì Đức nó cấm từ hôm nay không được đeo mắt kiến, khỏi đeo luôn. Nó sợ té, té kệ, té đứng lên, té một lần đi kinh nghiệm, mai mốt đi kỹ lại. Cuối cùng nó dùng năng lực phát huy được cặp mắt của nó lại, cuối cùng nghĩ mang mắt kiến luôn quý vị, nghĩ đeo luôn, cuối cùng mắt sáng trở lại bình thường luôn, ghê chưa? Cái tiềm năng của con người chúng ta bên trong là làm Phật, mà chứ đừng có nói chi là cái chuyện nhỏ này, hiểu chưa? Cái tiềm năng là làm Phật, còn cái thân bệnh đau mà cái gì cũng kiêng cử tối ngày là bệnh đó, đừng có cử nhiều quá. Có những cái không cần thiết ăn thì thôi, còn cái chuyện ăn là cứ tự nhiên, đừng có nên kiêng cử quá, nghe chưa? Sớm muộn cũng chết, ăn nhiều cũng chết, ít cũng chết, ăn đi để mà chết, vừa lòng vừa dạ, biết không? Vậy thấy không, nói gì ai cũng phái nghe. Ai cũng phái chứ. Có một ngôi chùa chuyên ăn kiêng không à. Những đức gặp một số người trong ngôi chùa đó, họ nói những đức gì nè: thầy ơi, tôi nói thiệt với thầy chứ, ở bên đó tôi ăn kiêng không, nhưng mà huynh đệ chúng tôi là lén lén đi mua đồ ngọt á, để đem về phòng trầu ô núp ăn, ăn quá trời ăn. Mình đã nắm được liền, mình nói cái này mới chết, chết là ngay cái chỗ thèm, thấy chưa? Phải kiêng mà không thèm thì kiêng, còn nó thèm mà cho nó ăn đi. Nên trong chùa mình cái gì chứ Đức nói đừng uống thuốc, ăn tôi mua cho ăn, ăn xả láng luôn. Tại vì sao? Đừng uống thuốc, cay đắng uống chi, ăn đồ ngon ngọt đi, ăn đi. Nên mấy đứa chùa mà nó vô đây là cho nó ăn, nó thèm gì cho nó ăn cái đấy đó. Uống thuốc không cho uống nghe, không uống thuốc đó. Ho phải không? Ho, mày cho mày ho được không? Không được uống thuốc. Cả chùa ho kìa, đâu cho uống thuốc đâu, không cho viên nữa, mà đâu đứa nào chịu uống. Vậy mà vài ngày hết trơn ho, thấy chưa? Vậy mà cho ăn, nó ho quá trời ho, những đứa kêu uống nước đá vô đi hết ho. Gạo tay chân gạt thiệt, uống đá cho hết ho, cho mày ho, mày ho tới bến luôn cho mày biết. Mày ho mai mốt mày hết ho à, chứ mày ho hoài. Con người cái thọ mạng chưa hết mà sao mà ho hoài. Mai mốt nó hết à, yên tâm, bệnh lo gì, mai mốt nó hết, không hết thì chết. Phải không? Trong cái cuộc đời này, một là bệnh, hai là sống, còn nếu không là chết, vậy thôi. Chứ không có thể nào mà đi ngược lại được. Sớm muộn cũng chết. Đã là sớm muộn cũng chết vì sợ gì bệnh. Nên tất cả quý vị ung thư, sida, bệnh gì cũng vậy, cười lên đi, đừng có sợ.
sợ gì. Nên kỵ nhất là mấy cái người ung thư mà lo tôi chết rồi nhà tôi làm sao, tầm bậy. Mình bệnh lo chưa xong mà đi lo cho nhà. Bản thân mình bệnh nè, ung thư nè, bản thân mình không chịu lo cho mình nè, mà lo mình chết rồi vợ chồng con cháu nó làm sao. Miễn bàn, còn sống thì còn làm, chết rồi thì lo cái chuyện đi đâu nè. Trời ơi, trời, đi lo cái chuyện tôi chết rồi trời. Chồng tôi không biết nó còn ở vậy để mà nó nuôi con không. Vợ tôi không biết nó có bước thêm bước nữa không. Trời ơi, nhìn vợ còn đẹp quá mà uổng ghê. Tầm bậy chứ ghê. Nó lúc mà nó bên mình là của mình, mà lúc mình chết rồi nó muốn đi lấy thằng nào là chuyện của nó. Nên có một cái ông này, ông bệnh ung thư. Rồi xong cái ông hỏi bà vợ: em ơi, anh thương em nhiều lắm, nhưng mà anh mai mốt anh bệnh anh chết trước em có lấy thằng khác không? Thì cái bà này bà nói: chắc lấy quá. Ông nói: trời ơi, anh thương em gì mà em nỡ lòng nào. Nói: thì anh đã chết rồi, thì cái chuyện này chuyện của em, anh đi hỏi làm gì. Miễn lúc anh còn sống mà em làm tròn bổn phận làm vợ là được rồi, là lúc anh còn ở dương gian. Còn anh đã xuống âm phủ rồi thì chúng ta đã hai con đường khác nhau rồi. Lúc đó là anh lo con đường của anh đi, còn em lo con đường của em. Trời, hay gì đâu, trả lời gì đâu mà nó quá hay. Cái chuyện lấy không lấy là chuyện của mình, đừng có trả lời không hay không hay lấy. Nói tùy duyên anh ơi. Nè, nói câu đó bây giờ trả lời câu này nè, hỏi như vậy thì trả lời sao? Thôi tùy duyên đi anh nè. Tại vì cuộc đời của em cũng chưa biết ngày mai như thế nào. Ai biết được. Mưa gió là chuyện của trời thôi anh. Nó thấy chưa? Hiểu không? Nó quá hay. Nếu như mình nói không mà mình lấy thì có chừng nó hiện hồn gì nó bắt mình. Có câu chuyện đó, có câu chuyện rõ ràng đó. Có câu chuyện cái ông này mà ông chết đi mà vợ của ông mà sống với cái thằng bồ nhí á. Cuối cùng vậy trời trời mà hai người nó ôm nhau mà ông hiện hồn vô bóp cổ bà. Mấy bà chết đấy bà. Hiểu không? Thấy ghê chưa? Đó thấy chưa? Nên mình nói tùy duyên đi anh. Nó trời ơi, thế gian này nó ghê lắm. Nó bệnh đau gần chết rồi mà còn sợ vợ mình đi lấy chồng khác, chồng mình đi lấy vợ khác, của cải mình cực khổ tạo ra. Bây giờ vào tay người ta, đúng là cái nghiệp quả nặng nề thấy ghê. Nên quý vị phải nhìn thấu cái cõi đời này nghe. Nên cái bài học cực kỳ đặc biệt của ngày hôm nay đó là gì? Chăm chỉ niệm Phật đi, thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Lời này của Hòa Thượng Hải Hiền là tâm đắc đó quý vị, để lại cho tất cả chúng sanh. Nếu ai mà học theo tấm gương Hòa Thượng Hải Hiền là một người đơn giản bình dị, niệm Phật, dù tu nhiều chục năm nhưng luôn luôn mang một cái tâm mà phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, sống đơn giản bình dị, không có đặt vấn đề về hình thức. Tuy là một vị hòa thượng tu nhiều chục năm nhưng khi gặp người cư sĩ vẫn ngồi nói chuyện bình thường, mỗi ngày làm việc chân tay cực nhọc. Tiêu chuẩn đại lão hòa thượng Ái Hiền đúng rõ là một ngày không làm là một ngày không ăn. Đúng luôn. Nên là tuổi già sức khỏe tốt là nhờ ngay chỗ siêng năng làm việc, giữ tâm thanh tịnh niệm Phật. Mục tiêu là cầu sanh cực lạc. Không phải chỉ có hướng về cực lạc mà đối với ta bà lại tiêu cực. Không phải. Ngài hướng về Tây Phương cực lạc nhưng đối với ta bà ngài sống rất tích cực. Tích cực từ bi chứ không phải là tích cực mà vì danh lợi, đúng không? Rõ ràng. Còn có nhiều người chúng ta không hiểu, nghĩ rằng là bây giờ muốn sanh cực lạc nên đối với ta bà là tiêu cực. Nếu như đối với ta bà tiêu cực nhạt nhẽo, đối với ta bà không quan tâm con người, không làm những việc tốt khi mình đủ duyên, vậy thì người ta ai chăn quý Phật pháp? Xã hội người ta sẽ không tiếp nhận Phật pháp. Người ta nghĩ Phật pháp có lợi ích gì đâu. Đi cúng dường cho mấy ông tăng đầu chọc, mỗi ngày ăn không ngồi rồi, không làm ra trò chống gì. Còn trẻ không làm ra được một điều gì ý nghĩa cho xã hội, cúng cho họ làm gì?
Hiểu chưa? Đây là cái điều mà rất nhiều người có quan niệm này. Quan niệm rằng những ông tăng như những đức là những ông tăng vô dụng trong cuộc đời này. Đi xuất gia rồi cũng không có con cháu để mà cho xã hội này thêm một con người để giúp ích cho xã hội, hiểu không? Rồi ăn không ngồi rồi không làm được những việc ý nghĩa gì, nên người ta không tiếp nhận Phật pháp. Còn Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài vừa tu được chính bản thân Ngài lợi ích, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, mà Ngài còn á, làm bao nhiêu việc giúp ích cho chúng sanh. Ngài khai quang ruộng đất cái trăm mẫu, làm việc cực lực, lúa thóc có nhiều. Những năm mà hạn hán hoặc là lũ lụt thì Ngài đem lúa thóc có dư đem tặng cho người dân, giúp đỡ cho mọi người. Có tiền dư ra thì làm đường cắt cầu cho nhân dân được lợi ích. Vậy thì người ta nhìn nhận cái ông tăng này làm việc lợi ích trong cuộc đời, người ta mới đánh giá Phật pháp là một cái tiêu chuẩn tốt, người ta học theo, người ta mới hộ trì tam bảo, hiểu không? Còn nếu như bây giờ á, một ngôi chùa mà mỗi ngày ăn không ngồi rồi không làm cái trò chống gì, vậy thì đối với xã hội này Phật pháp có lợi ích gì? Nhưng việc xác thực của Hòa Thượng Hải Hiền, vì nhìn cái hoạt hình ảnh của Ngài rất rất là bình dị, một vị tăng, một vị hòa thượng tu nhiều chục năm, cầm cái kim mai đồ, thấy không? Rồi bên đây là một hình ảnh bằng một bộ đồ người tu bình thường thôi, không y áo gì chứ, đơn giản vô cùng. Vậy mà ta để là toàn thân xá lợi, còn hơn là cao xa mà không có gì. Thì thấy Phật pháp thật chắc không? Thật chắc người ta được kết quả nè. Nên học Hòa Thượng Hải Hiền là học cái gì? Nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài. Nếu ai làm được cái việc này giống Ngài thì người đó đều thành công hết, chắc chắn. Mà học giống Ngài thì rất dễ học, sợ quý vị không kiên trì. Nên tuần trước chúng ta có học tập một cái đề học đó, Chủ Nhật đó. Quý vị có đủ dũng khí đi niệm câu Phật hiệu này cả đời không? Hòa Thượng Hải Hiền Ngài nói tôi đủ, nên tôi để là toàn thân xá lợi nè. Còn quý vị không để là được cái gì, chứ là vì quý vị không chịu chuyên nhất niệm Phật. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, Ngài giảng thuyết, Ngài nói rằng là kinh Vô Lượng Thọ, quý vị, phẩm đầu tiên quý vị tụng, nêu về những vị tỳ kheo thì 5 người, nêu lên những vị Bồ Tát xuất gia thì chỉ có 3, nhưng nêu lên cư sĩ Bồ Tát thì 16 người. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói điều này quý vị nhận thức sâu sắc. Nên cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn mà độ cư sĩ, cư sĩ thành tựu nhiều nhất. Vì sao? Vì cư sĩ chịu tu, họ bận bịu, họ không có thời gian nghiên cứu, họ tìm cái pháp nào tiện tu nhất để họ tu, đúng không? Thì bận quá. Vậy thì rõ ràng 16 người cư sĩ này thành tựu là do gì? Quý vị trong thời cuộc này quá bận, vừa bận lo cho chồng, cho con, cho vợ, cho con, hiểu không? Lo cho xã hội, làm việc này việc kia, cái phương tiện này để độ tam căn phổ độ mà sao không tu? Cái phương tiện tịnh độ này là để tam căn phổ độ nè, chứ không có cái pháp nào tam căn phổ độ hết. Tất cả các pháp trong 84,000 pháp môn chỉ độ 1 căn, chỉ riêng tịnh độ là độ 3 căn, thượng trung hạ. Cái pháp mà người ta cho rằng là một cái pháp tầm thường, nhưng lại thật sự là vô cùng phi thường.
Quý vị coi thời cuộc con người bận biệu thì chiếm ưu thế hết. 80%, đừng nói 80%, 90%. Con người trong thời cuộc này bận rộn chiếm hết 90%. Còn 1% là người xuất gia, họ đã chiếm ưu thế bận rộn. 1% đó thì họ chiếm hết hơn phân nửa nữa rồi. Chỉ còn có những tên ăn không ngồi rồi chiếm ưu thế rất là ít. Quý vị biết rằng cả người xuất gia cũng vô cùng bận biểu nữa. Quý vị coi như bản thân những đức hòa thượng phải bận biểu không? Phải bận biểu bù đầu tối ngày không? Là ưu thế này chiếm trong 1% kia đó hơn phân nửa. Rồi nào là phải dẫn dắt Phật tử đi tu hành đủ chuyện á. Đi chỗ này đi chỗ kia là phải bận biểu nữa đúng không? Còn chỉ có những cái dạng ăn không ngồi rồi, không làm gì thì chiếm ưu thế một số nữa. Thì cái dạng đó là nghiên cứu. Còn cái dạng mà lu bu công việc thì thời gian đâu nghiên cứu. Hòa thượng Hải Hiền thì là không biết chữ. Mà thể hiện một vị Bồ Tát này đến thế gian không biết chữ. Thể hiện không biết chữ gì hết. Nghe thầy dạy một câu Phật hiệu thì niệm 92 năm. Niệm 92 năm Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng trước đó không có, sau này không tìm ra. Và tấm gương của Ngài có thể dạy chúng sanh sức ảnh hưởng là 9.000 năm của thời mạt Pháp. Lời này quá từ bi. Và chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ, đối với pháp môn tịnh độ này, chúng ta phải duyên nhất niệm Phật là dễ tu không? Quý vị có thể đi đứng nằm ngồi trì chú được không? Quý vị đi đứng nằm ngồi tụng kinh được không? Tụng kinh và trì chú đều phải có nơi nghiêm túc đàng hoàng để tụng và trì. Còn chỉ có đúng niệm Phật là đi đâu cũng niệm được. Nên mới nói là Pháp Đại Thù Thắng. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngày 8 tháng Phật A Di Đà, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. A Di Đà Phật là vua trong các Phật. Quý vị đang niệm A Di Đà Phật là niệm vị Phật vua trong các Phật. Quý vị niệm một câu A Di Đà Phật thì giống hệt như quý vị đi đào giếng mà đào càng sâu, lấy được nước thì lấy được nước tất cả biển cả mênh mông. Chỉ cần đào một chỗ đó gọi là nhất môn mục tiêu. Nhất môn thâm nhập, một câu Phật hiệu niệm giống như đào giếng đào càng sâu. Chứ đừng có lừng chừng, đừng có đào mấy xuống cái không có nước đi đào cái khác. Cứ đào hoài cũng không có nước nữa chứ, chỉ cần kiên nhẫn đào một chỗ. Đào đi, nhất định sẽ có nước. Khi có nước của một chỗ đó thì quý vị sẽ lấy được nước của bốn biển mênh mông. Đặc biệt đào cả đời nghe quý vị, đừng nên thối chuyển nha. Đào cả đời. Quý vị coi, bây giờ cái ngôi chùa này, một người phát triển ngôi chùa này là người nào? Là một người dốt, phải không? Nói đây hòa thượng chúng ta ngày xây chùa, nghe nói ừ đúng rồi, cái thằng dốt phát triển đạo tràng này. Còn tôi thì xây chùa này, nhưng mà không thể nào tập trung con người đi đến đây tu đông như vậy. Cuối cùng cái thằng dốt này niệm Phật rủ người ta đi đến đây tu được đâu. Nên cái pháp môn tịnh độ này rõ ràng kẻ dốt thành tụ, phải không? Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền phải dốt không quý vị? Dốt. Không biết chữ. Không biết chữ là dốt chứ gì. Nhưng mà lại chịu niệm câu Phật hiệu này mới ghê chứ. Nên Ấn Tổ là tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông, ngài nói câu gì nè: ta đi Đông Tây Nam Bắc gặp rất nhiều người vỗ ngực xưng tên cho rằng mình thông tông thông giáo, nhưng cuối cùng chính mắt ta thấy rõ ràng khi họ cặn tự nghiệp họ chết, thì miệng kêu cha gọi mẹ, tay chân cuốn cuồng, còn thua một bà già niệm Phật chưa đầy đủ tín nguyện tín tâm. Ấn Độ nói đó, đó là không. Nên từ nơi đó quý vị gặp ngay pháp môn tịnh độ này là gặp đại pháp bảo một đời thành tựu mà không chịu cố gắng. Cái miêm mặt cố gắng, ai nói gì mặc kệ, cứ niệm Phật đi. Niệm Phật giết rồi giải quyết hết tất cả vấn đề trong cuộc đời này luôn.
niềm vui trong cuộc đời hưởng từ pháp vị pháp môn tịnh độ, sao không cố gắng? Hơn 13 năm nay những đức gặp học pháp, những đức có đi tìm ai đâu. Đây là xác thực 100% quý vị. Mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm quý vị đi đến đây, biết những đức gần 9 năm nay quý vị thấy những đức có đi đâu không? Không. Xác thực 100% những đức chưa từng đi đâu. Vô cùng sung sướng. Mình không đi, người ta đến tìm mình. Phải quý vị? Phải đến tìm đông không? Lễ Diêu Quang Âm quý vị coi, cái bữa lễ thứ tư, cái lần thứ tư quý vị coi, đúng là coi cái mà tưởng nó mình ở trong cái pháp hội mới hôm qua. Trong lòng nó vui, sao về coi đi, coi nhiều lần luôn quý vị coi, thích thú nhiều lần luôn đó, chứ không phải không coi, coi một lần đâu. Đó là rõ ràng xác thực. Chúng ta muốn nói rằng tịnh độ này thù thắng, niệm Phật mới làm được như vậy. Không niệm Phật không có khả năng gì làm được như vậy hết. Quý vị hãy xem lại một cái pháp hội lễ Bồ Tát Quán Thế Âm vô cùng thù thắng. Nếu nói một câu mạnh dạn là từ trước đến nay quý vị hãy tìm hết, chưa có một pháp hội nào lễ Bồ Tát Quán Thế Âm đặc biệt đạt đỉnh đến mức này luôn, đúng không? Đây là dữ nhất rồi đó. Thời gian, phương pháp vô cùng đặc biệt phù hợp vào căn tính luôn. Quý vị hãy để ý người lễ, quý vị sẽ thấy liền. Lễ trong 4 ngày mà hừng hực, điều này là điều vô cùng lạ. Ngày xưa những đức chính, những đức thấy rõ ràng chỉ có một lần lễ, mà những đức thấy lễ gần cuối cùng là ai cũng mệt đư hết, không phải hừng hực như vậy. Còn hôm nay lễ 4 ngày mà vì sao hừng hực như vậy? Một là đánh vào tâm lực quá mạnh. Hai là phương pháp lễ nó hơi có một cái sự mà sống động, hiểu không quý vị? Phương pháp lễ của chúng ta cũng là phương pháp cũ, nhưng hình như mình đang áp dụng sống động, vô cùng sống động luôn, làm như người lễ hừng hực tâm lên và vui vô cùng, rất là vui. Thì ra là đời đạo gì cũng vậy, vui thì mới tu được. Nhưng vui thì có nhiều cách vui, có những cái ăn nhậu cũng vui, đi chơi cũng vui, du lịch cũng vui, nhưng mà tu thì cũng phải vui, vui thì mới tu, đúng không? Bây giờ đa phần quý vị về đây ngày Chủ Nhật, nếu quý vị buồn về đây làm gì? Nếu như tuần nào về đây cũng khóc chứ về đây làm chi? Không lẽ về đây khóc? 6 ngày ở nhà nó đã mệt mỏi rồi, bây giờ tuần nào về đây cũng khóc hết. Nghe ông thầy ru cho ngủ hả? Cái điều này thôi, chứ ở nhà phước cho rồi, về đây làm gì mất công mệt. Nên quý vị lâu lâu có thể nghe một bài giảng ru cho quý vị ngủ thì được. Lâu lâu nghe bài giảng nói mùi mặn để cho khóc chơi á thì được. Chứ nếu như tuần nào mà cũng về đây nói cho khóc là chắc chắn không về. Cái pháp môn tịnh độ này không phải là cái pháp môn mà giảng với vị khóc đâu, mà pháp môn tịnh độ này là giảng với vị cười, giảng với vị vui. Vì sao? Vì tịnh độ Tây Phương Cực Lạc đó là chỗ an lạc cùng cực. Mà nếu như chúng ta ở cõi Ta Bà này mà tu tịnh độ thì chúng ta đã có niềm vui rồi. Đã là có niềm vui thì nhất định mới tu, còn buồn thì không tu. Thật sự mà nói kẻ ngốc đi chăng nữa, buồn chúng tôi cũng không thích nữa. Tôi thích vui. Chúng ta gặp nhau cười một cái là hạnh phúc rồi, đúng không? Nên từ nơi đó, cái đặc biệt nên tất cả những người xuất gia về chùa chúng ta nên nhận thức, nên nhận thức pháp môn tịnh độ. Không lẽ quý vị nghe hoài không thấm? Không lẽ bây giờ quý vị thấy những đức gì quý vị không thấy rõ sao? Bây giờ quý vị coi những đức lo một bề này, bây giờ cái ngôi chùa mới từng sau này, qua từng này những đức cho nấu cơm, nó ăn rồi nè, phát triển rồi nè. Vừa làm hồ nước và thượng làm hồ nước xong rồi đó. Thấy không? Hai thầy trò kết hợp với nhau đó. Bắt đầu ngôi chùa mới sắp sửa phát triển rồi nè. Bắt đầu là thứ hai ngày mai những đức qua bên chùa mới nè. Bắt đầu là những đức bố trí nhân sự nấu cơm, nấu ăn. Đó, bắt đầu là người ta đến ào ào về đó, người xuất gia muốn về ở tu thì có một khu cho tăng rồi đó, cho tăng ni rồi đó, hai khu cho tăng ni, hai khu nhà người ta xây sẵn hết, cơm nấu sẵn, nước có, xà bông có. Phòng hộ niệm có. Có người đưa đi về cực lạc luôn có.
Quý vị không chịu đến nữa thì thôi. Thật sự mà nói, bây giờ những đức nói chân thật với huynh đệ tỉ muội xuất gia. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ chúng ta mỗi tuần về đây, bây giờ thí dụ những đức bây giờ cúng dường cho quý vị 250 ngàn, cái cũng là xấu. Nếu bây giờ mình đi đến ngôi chùa này mình ở khỏi cần tiền gì hết chứ, vô cùng tự tại, có một hoàn cảnh rộng rãi, mấy mẫu đất, nhà cao cửa rộng, đi bằng thang máy đàng hoàng. Chùa mới đi thang máy mà. Còn hai dãy tăng thì là chệt một lên lầu 2 không có thang máy. Còn mấy nhà cư sĩ hoàn toàn thang máy, tổng cộng là 7 bộ thang máy. Đó. Nhà 4 tầng. Lên tới lầu 4 thôi nó mát, mà cái chỗ đó do gì nó cái mảnh đất nó mấy chục mẫu nó trống quá. Nó nhìn ra thành phố, nó nhìn ra cái hướng của mặt tiền á. Mà tương lai đây ta lên thành phố mà. Ở đây là cái điểm phát triển đặc biệt mà. Ở đây là nơi mà đúng là đất phước. Nhìn ra mặt đường thì rộng mênh mông, nên nó mát, mà kế bên núi Thị Giải. Nhìn thì thấy núi Thị Giải sát bên. Nó quá thoáng nên nó mát dữ lắm. Đối với bên kia quá mát. Bên chùa Hộ Pháp mình ở đây là do gì nó nằm trong khu công nghiệp, một mình chống với khu công nghiệp này. Còn quý vị biết rằng ngay ngôi chùa mới kia là xung quanh toàn là chùa không, mà điểm chùa từ Đại Tùng Lâm với nó là chùa lớn nhất, hiểu không? Nên từ nơi đó một điểm đặc biệt. Đó, bây giờ hai khu để dành cho tăng ni đó, chỉ có đúng một cái quy tắc đến đó ở thôi, đó là không xài điện thoại, không giữ tiền, không đi đâu hết trơn, được không? Giờ đi đâu bây giờ, tu đi đâu giờ chợ? Tu thì ở chỗ tu yên được là được, là tốt rồi, đi đâu? Đi chi cho nó cực? Dòng do tâm quắc chi cho nó đen? Mấy ngày nay những đức làm công trình xây dựng, những đức đen chút nè, thấy chưa? Nó sạm rồi đó. Không phải đừng có đi thì nó chán. Đó, nhưng mà ngâm chút thấy cũng khỏe ha. ngâm chút thấy khỏe. Thấy chưa? Mà bữa nay quý vị thấy đến chùa Pháp sạch sẽ không? Tuần sau đến sạch nữa. Rồi đó là chúng ta chuẩn bị ăn Tết luôn rồi đó. Ở đây không có làm dọn dẹp gì nữa đâu. Xong rồi. Nó, trong bữa hổm bây giờ từng lễ cộng tác với các anh em, tập trung chúng làm ngày làm đêm mới xong đó. Sạch sẽ hết á. Rồi á, trưa nay xong á, thì bắt đầu tất cả những người lấy cơm hộp đi về, thì ở phía trước thì luôn khỏi vô trong nhà ăn. Nhà ăn chặt rồi, ở ngoài nhà đức bố trí rồi đó. Quý vị biết rằng á, cái nhân sự này nhà đức tính bố trí biết bao nhiêu mà nói chứ. 5-6 cô chăm bệnh, thấy mỗi già quý vị cứ nghĩ. Trẻ như mình thì có nhìn trẻ đâu, chứ bây giờ tối ngày nhìn già suốt. Rồi ngồi trong cái khu đó hoài tối ngày, mấy đứa mà chăm mấy bà cụ á, nhìn giết làm như nó thiếu năng lượng. Tuy mình bơm hoài nhưng mà nó không có tích tụ nổi, thấy khô khan cằn cỗi quá. Còn mấy đứa nhà bếp thấy nó mập mạp ướt át đúng không? Còn mấy cô trên đây thấy khô khan cằn cỗi. Thấy như vậy thôi, mỗi tuần chủ nhật cho mấy bà ra ngoài để hóng gió mùi xuân một chút. Mà đưa mấy bà già vô chăm giùm ngày chủ nhật, cái 5-6 đứa mà chăm mấy bà già yếu ra ngoài, thì đưa ra vị trí ở ngoài mặt tiền luôn, cho nó đứng ở đây để nó phát cơm. Mà khi mà người lấy cơm hộp về, rồi tất cả chư tăng thì qua khu này là khu cao cấp. Chư tăng là ở bên khu cao cấp, là nguyên cái dãy cái đá nè, sắp sẵn hết đó. Phải hợp những đứa đổ bê tông bằng đêm, đứa ló gạch á, lót rồi bưng từng cái ghế sắp ở đó đó, nó mới được cái dãy bằng khoảng đấy chưa. Mà chỗ đó ngồi được 250 người, dãy cái đá đó đó là chư tăng là ngồi được khoảng cỡ 100-mấy người tăng ni, còn nhiêu thì cư sĩ ngồi. Rồi đồ cúng đi thực xong rồi dọn qua đó thì dùng ngay chỗ đó luôn, rồi ai dùng thì dùng ngay chỗ mặt tiền đó đó, rồi ai mà lấy cơm hộp đi về thì ngay điểm đó, khỏi cần vô trong nhà bếp chặt ơi. Rồi một số đó đầy xong rồi chúng ta vô trong nhà bếp,
thì mấy cô mà chăm các cụ đó là ở vị trí mặt tiền ngoài này để phát cơm này kia, đồ dọn dẹp bưng bê lo lắng ngoài này là ngày chủ nhật. Rồi xong chiều người nào ở lại tu thì lấy cơm hộp về cũng lấy ngay chỗ mặt tiền bên ngoài, còn nhà ăn bên trong duy trì nguyên cho thường trụ ở và ăn cơm trong đó rõ ràng. Còn cái người mà tu xong qua lấy cơm thì lấy ngay chỗ này gần hơn, xẹt qua đây lấy rồi. Đó là chỗ sắp xếp cho quý vị vô cùng tiện lợi mà lại mát mẻ, có chỗ đặc biệt đúng không? Đó, nguyên cái vườn cây đã sử dụng nó hay. Nên quý vị biết rằng là điều tiết con người để sống nó quan trọng. Rồi mai mốt ngôi chùa mới mà ổn định á, thì quý vị ai mà nhắm mình sắp xếp đi được. Nhưng mà quý vị biết rằng mình trong cái thời cuộc này mình tu được nhiều nó hay, có được thời gian tu hay. Ví dụ ngôi chùa mới sau này những đức tổ chức cộng tu thứ bảy á, sáng thứ bảy giống như chủ nhật này nè, ngôi chùa mới. Thì ai mà sắp xếp được thì thí dụ như dù nó ít bớt nhưng mà mình đi được thì cứ sắp xếp cho người ta đi. Những người bị trưởng đoàn đi đến đây thì tu được 2 ngày luôn, thứ bảy cộng tu buổi sáng nó, rồi xong rồi chúng ta ở luôn tới ngày chủ nhật cộng tu bên đây. Còn ai muốn về thì về ngày mai đến chủ nhật nữa thì được, thì cứ sắp xếp sao phù hợp thôi. Nhưng mà những đức sẽ tổ chức cái khóa tu sáng thứ bảy giống hệt chủ nhật này ngay ngôi chùa mới á, để cho quý vị được có cơ hội chúng ta phát triển ngôi chùa mới, để cho người ta về đó người ta ở và người ta tu. Cái này là chủ ý của hòa thượng mình, ngài rất là thích cho quý vị về tu. Mình rất là mừng người ta xây chùa mà cho mình ở tu, đúng không quý vị? À, giờ như đứa còn khỏe thôi cố gắng, thì mai mốt mà mình lớn tuổi mình muốn làm cũng nổi. Rồi lay quay tới ngày 17, 18 chúng ta với Di Đà này, hai ngày này pháp hội đặc biệt nè, thấy không? Bây giờ tất cả những vị trưởng đoàn phát động chương trình đi, để mà rủ người ta đi tu. Rủ người ta đi tu là đại phước báo nhân duyên, việc làm lớn trong cuộc đời nghe. Phát động chương trình này cho người ta đi tu 2 ngày đó, thứ bảy chủ nhật tiện lợi đó. Nó rồi bắt đầu là với Di Đà xong á, là bắt đầu là mình lay quay ăn Tết rồi. Rồi Tết nhất là chuẩn bị vô đây ăn Tết. Mấy ngày Tết trời ơi, năm nay chuẩn bị cái vườn hoa cho bị ngắm. Thấy không? Tết nhất đồ mỗi ngày ở đây sinh hoạt đồ vui rồi ăn Tết. Không tốn tiền cắt mà còn vui nhiều. Thấy không? Khỏe. Những đức nói quý vị ở đây ăn Tết mấy ngày Tết để dễ mặt tròn vo. Tích tụ năng lượng, vừa tu phước tu duyên, vừa kết duyên chúng sanh khắp nơi nơi về đây. Năm nay mà cái lượng người mà nó đến chùa mình Tết chắc dữ lắm chứ không có giỡn đâu nha. Nên từ nơi đó vô đây ở đây ăn Tết, vợ chồng con cháu vô đây hết đi. Năm nay có cái nhà ăn nằm bao la rộng rễ, thấy không? Đó, nên từ nơi đó vô đây ăn Tết mấy ngày Tết, 3-4 điểm chùa mà. Đó, rồi ăn Tết xong rồi lay quay tới lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, báo cho quý vị một cái nguồn tin giật phòng. Là 19 tháng 2 Quan Âm lễ 4 ngày nữa. Vì sao nó ngay ngày, ngay ngày y gan mới lễ 4 ngày luôn. Đó là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thì bây giờ phải lễ 4 ngày, ngày 18, 19 nó nằm ngay thứ năm, thứ sáu. Mà thứ bảy, chủ nhật mà không lại thì đúng là mình phụ lòng Bồ Tát. Hiểu không? Đó, nên 4 ngày tiếp tục. Quý vị thấy cái chương trình lễ Bồ Tát 4 ngày nghe an lạc tới bây giờ. Bây giờ mà còn cảm giác thích thú. Quý vị thấy không? Mà công nhận lễ 4 ngày khỏe thiệt. Đúng là gặp cơ hội tu này mà không cố gắng nữa thôi, uổng cuộc đời đi đến thế gian này. Nắm bắt cơ hội đi, đủ duyên mà. Thượng cũng thích nữa. Rồi 19 tháng 6 là nó ngay ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. 3 ngày thì lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 3 ngày. Đó. Nó 19 tháng 2 có thể lễ 4 ngày đó. Nghe không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng từ bây giờ đã đưa lên chương trình cảm thấy mình hưng khởi đi. Còn từ đây tới ngày đó biết có còn sống hay không thì kệ. Không, cái cõi này rất vô thường. Việc tốt thì cứ nghĩ, nhưng đủ duyên thì làm, đủ duyên thì thôi. Chúng ta không có gì phải nặng nề chứ, hiểu không?
nhưng mà cứ nghĩ cái tốt đi. Nên Phật Bồ Tát dạy mình là hãy thường nghĩ thiện pháp, đúng không? Thường nghĩ thiện pháp thì là người có phước. Cứ nghĩ việc tốt đi là tự nhiên có phước có duyên liền. Đó. Nên quý vị về đây quý vị thấy rằng những điều như Đức nói vô cùng đơn giản. Nó đều là nghĩ về một cái tốt đẹp. Nó không muốn nghĩ những cái nặng nề. Quý vị nhớ câu những Đức chia sẻ rằng từ hôm nay chúng ta gặp Phật Pháp, chúng ta không còn khổ nữa. Bắt đầu từ hôm nay không có khổ nữa. Nghe chưa? À, bây giờ chồng bỏ chồng chê như thế nào đi chăng nữa cũng không khổ hết. Nên cái câu Hòa Thượng Hải Hiền này dạy rất là hay nè. Pháp ngữ nè: tất cả đều tốt, không có cái gì không tốt cả. Thấy gì cũng cho là tốt, thấy gì cũng vui vẻ. Trong tâm mới có thể luôn luôn tràn đầy pháp hỷ. Trong tâm mới có thể thanh tịnh, mới không phiền não, mới không giận và hận người. Không có chia cái này tốt, cái đó xấu, cũng không có cái này ngon, cái kia không ngon. Tất cả đều tùy duyên, trong lòng sẽ an tâm và vững chãi. Hay không? Đúng rõ ràng. Và tụi không ngày tán thán và tụi Hải Hiền là bậc đắc đạo, tu hành gọi là chứng quả nhưng thị hiện tự nhiên, thấy không? Những cái câu mà gọi là đơn giản nhưng mà vô cùng sâu sắc, quá hay luôn. Quý vị biết rằng cái câu của Hòa Thượng Hải Hiền, cái câu này đó, nếu mà đi về định luật nhân quả là ngài đi đến quả vị Phật. Về định luật nhân quả là triệt để luôn. Thì vị phải biết rằng cái tinh sâu nhân quả nó đi đến đó, từ chúng sanh tam đồ và cho đến quả vị Phật là tinh sâu nhân quả. Tinh đến mức là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả luôn. Thì câu này là triệt để của định luật nhân quả. Ngài nói rằng là tất cả đều tốt. Vì sao tất cả đều tốt? Quý vị nói có những việc nó ác gì mà tốt, gì nó giết con vật gì mà tốt, gì nó giết người gì mà tốt, gặp cũng là tốt hả? Tốt. Vì sao? Vì mày đã từng giết người ta, bây giờ người ta giết lại mày là tốt. Nếu như nghiệp quả này mày không trả ở đây thì mày đi vào tam đồ ác đạo để mày trả. Thí dụ như bây giờ họ giết bao nhiêu con heo là vì bao nhiêu con heo đã từng giết họ. Họ hôm nay họ giết người là người này đã từng giết họ. Về định luật nhân quả là tốt, nhưng về pháp luật thì có sự xử lý rõ ràng, đúng không? Nhưng về định luật nhân quả hiểu sâu hoàn toàn, nên những đức mới nói câu này hoàn toàn đi đến quả vị Phật rồi, còn gì nữa. Đạt tới trình độ mà gọi là tất cả đều tốt, không có cái gì là không tốt cả. Thấy chưa? Chúng ta thì chưa đạt đến trình độ này, nhưng cứ nghe đi, chứ đừng có chấp văn tự nghe. Đừng có chấp, ủa sao thầy nói vậy mà vài bữa thầy nói cái này ngon cái kia không ngon. Tôi nói cái này ngon cái kia không ngon là phù hợp chúng sanh, ngon không ngon. Còn cái câu của ngài đạt đến trình độ mà cái gì cũng tốt, hoàn toàn tốt, không có cái ngon và không ngon, biết ngon và không ngon, nhưng không có chấp cái gì ngon và không ngon. Đạt tới trình độ đó. Còn chúng ta thì ăn ngon biết ngon, ăn dở biết dở. Hai cái này mà không biết nữa thì chúng ta là chắc là cái gì? Hai cái này mà không biết nữa thì chúng ta là sao? Đúng không? Đó. Nên quý vị biết rằng là khi cái người ta ngày xưa người ta giả điên, lấy phân bỏ vô miệng cho ăn, cái người điên đến mức mà không còn cái lục căn biết gì nữa hết, thì cái thứ gì cũng ăn không cần biết gì, thì đạt đến trình độ gì? Tới trình độ mà vô tri. Hiểu chưa? Còn bây giờ chúng ta là người còn tri giác, làm sao biết ngon và dở? Không lẽ không biết? Nhưng chỉ có cái là chấp hay không chấp thôi. Ngon thì ăn nhiều một chút, mà không ngon ít một chút sao cũng được. Như vậy thì quá phù hợp căn tính chúng sanh. Còn đạt tới trình độ này chúng ta chưa đạt nổi đâu. Trình độ này ngài phải bỏ cái thời gian 92 năm niệm câu Phật hiệu. Chúng ta cứ niệm Phật đi rồi chúng ta sau này sẽ được à. Đúng không? Nên những đức nói Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền đạt tới trình độ quả vị Phật. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không tán thán. Mình nói rõ ràng lời của Hòa Thượng Tịnh Không. Quý vị nhớ. Nên từ nơi đó như vậy, nếu ai mà học theo cái lời của Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Nếu như quý vị chân thật làm điều này thì nhất định quý vị sẽ thành công, đúng không? Đó. Nên hôm nay chúng ta học đến đây quý vị. Ai dĩ đạo Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta mỗi từng chủ nhật từ chư tăng ni cho tới hàng Phật tử khắp nơi về duyên, các cháu nhỏ cũng về đây rất là đông. Mấy bé nhỏ mà về chùa mình toàn là các bé có duyên phước dày, từ khi còn nhỏ biết niệm Phật, nên cái nhân duyên ở đây là một cái điểm đặc biệt để mà tu phước tu duyên thù thắng. Từ tất cả những người còn sống hay tất cả những người đã chết, người ta chưa siêu thoát, người ta cũng về chùa mình. Theo những con người mà còn sống này nè, đi đến đây tu, người ta cũng đi theo. Giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, ngày giảng hay nói rằng mỗi một người chúng ta tạo nghiệp mà quan gia trái chủ mà đi theo cả đoạn đường, đi theo đông vậy. Vậy thì mình đến đây mình tu ngày chủ nhật mà vừa nghe pháp niệm Phật rồi lễ Phật rồi phóng sanh rồi cúng tí thực, gọi là âm siêu dương lợi. Người âm được siêu thì người dương được lợi ích. Người âm mà không siêu thoát thì kiếp nạn nhân sinh dãy đầy. Nên tại sao mà nhiều kiếp nạn từ chiến tranh, từ dịch bệnh, bão tố cuồng phong, mỗi năm thì nó nhiều thứ kiếp nạn. Đó là từ ngay chỗ người âm không được siêu thoát mà kiếp nạn dãy đầy. Nên mỗi một gia đình mà có ngôi tam bảo biết tu, rồi nhiều người chúng ta tạo nghiệp mà biết tu, biết quay đầu tu hành niệm Phật thì tức khắc kiếp nạn quá giải. Nên ngày chủ nhật quý vị về đây tu, những đức đã từng nói nhiều lần, chúng ta cầu an chung thì rất thù thắng. Như hồi nãy có một bà cụ đến mà nói: thầy ơi, con đi đến chùa rất nhiều lần, dẫn rất nhiều người đến đây tu, thầy đọc dùm tên của đứa cháu con dùm cái. Những đức nói: đọc thì bình thường thôi, nhưng mà trong đây rất nhiều người, mình đọc một người sẽ tổn bà rất là lớn, chứ không phải lợi ích đâu. Khi mình hồi hướng cho người thân mình là chính mình chắp tay mình tu nghiêm túc, rồi khi cúng đi thực mình nhiệt tình hết lòng, từ nơi đó cái công đức gọi là bình đẳng, phải không? Chứ không phải là đọc mà thù thắng đâu. Nếu mà đọc hết được thì thù thắng. Còn này đọc hai ba người, không lẽ những người kia không đọc là không có. Nên giấy trước mặt những đức, vì sao những đức không đọc? Đọc là tổn quý vị á. Nhiều người á, người ta nghĩ sao mà ông thầy này, ông đọc cho cái tên này mà không đọc cho họ, tổn quý vị lớn hơn nữa, chứ không phải thù thắng đâu. Nhớ nghe. Nên chúng ta nguyện cầu an, trên là hòa thượng thì đúng, tại vì ngài xây chùa, xây chùa cho mình được về đây mình tu, như những đức cũng được nương ngôi chùa này đó. Nên cảm ơn, nên hồi hướng cho hòa thượng. Công sức xây chùa, sát sanh nhiều về những cái xây chùa này nè, móc móng, bao nhiêu chúng sanh chết mình mới được ngôi chùa. Ngài bệnh đau chân nhức cẳng đó, thấy chưa? Từ nơi đó hồi hướng cho hòa thượng, cầu an cho hòa thượng là tâm nhớ ơn, biết ơn. Rồi cầu an là toàn thể đại chúng, là những đức cũng có trong đại chúng đó luôn. Nên những đức đâu có nói hồi hướng cho những đức đâu, mà những đức nói hồi hướng cho toàn thể đại chúng. Và gia quyến của quý vị là đầy đủ hết trơn. Quý Phật tử ở xa coi qua chương trình này trực tiếp nè, cũng là được hồi hướng chung hết trơn. Bình đẳng, công đức phước duyên bình đẳng là gọi là giải thoát đó. Rồi chúng ta nguyện hồi hướng cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng đầy đủ hết rồi. Rồi hương linh thai nhi, tại vì thai nhi chết chưa siêu, mình nói hồi hướng cho thai nhi thì tức khắc những thai nhi nó nghe nó vui liền vậy đó. Còn mình hồi hướng vậy nó nói sao không có tên nó, là hồi hướng cho thai nhi thì thai nhi nào cũng được hồi hướng hết. Rồi tất cả chiến sĩ chặn vong là những người vì đất nước mà chết chưa siêu, gọi là chiến sĩ chặn vong. Đồng bào tử nạn là những tất cả những đồng bào, những con người ở quả địa cầu này, dịch bệnh hay là chiến tranh hay nước lửa mà chết chưa siêu, chúng ta hồi hướng cho tất cả những đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị hữu ô danh, hữu danh vô vị,
Có nghĩa là chết mà tức chết tuổi, chết quan chết ức, chết mà không biết tên tuổi, hoặc là những thai nhi mà chết mà bị khóa mà từ khi trong bụng này kia rồi hết luôn, là hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, là chết tùm lum tùm la, chôn tứ tung lang tang mà không biết ở nơi nào đó, lạc mồ lạc mã đó, là chúng ta hồi hướng. Nghĩa là cái cách hồi hướng đây gọi là hồi hướng chung tất cả cho chúng sanh. Nếu như nói một câu gọn là nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả chúng sanh là đầy đủ hết. Nhưng mà chúng ta còn nêu lên mấy câu vậy gọi là cũng viên mãn lắm rồi đó quý vị. Nên á, nguyên cái đạo tràng gì vừa tu xong mà mình ra mình tu cúng mà mình hồi hướng gì nè, thì biết những đức đọc mấy câu đơn giản, nói mấy điều này mà chư hương linh á, người ta nghe là người ta dịu cái tâm xuống. Cái tâm báo thù dịu xuống nè. Cái tâm mà muốn đòi nợ mẹ phá thai hạ xuống nè. Tại vì sao? Vì nếu mà quan gia trái chủ này mà đòi hoài thì đời đời kiếp kiếp chúng ta phải đọa lạc hoài luôn, không có thoát. Nên Phật mới dạy mình là quan gia nên giải không nên kết. Phải quá giải cái nghiệp quan gia. Rồi nương vào bổ nguyện của Phật A Di Đà phát á, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, là có nghĩa là tất cả những chúng sanh chưa siêu nghe danh hiệu ta, tất cả người còn sống gian nghe danh hiệu ta. Danh hiệu ta là ai? Danh hiệu A Di Đà Phật. Rồi niệm danh hiệu ta muốn về thế giới của ta, thì ta là Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng sanh đã về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng phải buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ thì mới nương vào bổ nguyện của ta. Còn nếu như mang cái tâm hận thù đòi nợ thì sao niệm Phật? Nên từ nơi đó phải buông cái tâm hận thù đòi nợ. Nên tất cả quán thân trái chủ đời này nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh, rồi tất cả hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, tất cả những người mà mình nghĩ rằng bị người ta giết oan ức, đều buông cái tâm đòi nợ đi. Rồi chúng ta nương vào đạo tràng tu gì nè, rồi bắt đầu là chúng ta nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì tức khắc quý vị sẽ được an lạc và về Cực Lạc, luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Muốn ăn thì có ăn, muốn bặn thì có bặn, chứ không phải là mấy cái món đồ ăn đơn giản khô khan này đâu. Về Cực Lạc đi, đồ ăn ngon dữ lắm, muốn ăn về đó mà ăn. Còn ở đây thì chỉ nương vào một chút này để mà tu hành để cầu sanh Cực Lạc thôi. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tử chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật tử cộng, nguyện dị tử cấp đức vô cập ư nhất thiết, dự Phật tử giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng, nguyện dị tử công đức vô cập ư nhật tiệt, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Nhự đặng cô hồn chung ngã kim tí dự cung, nhật tiệt cô hồn cộng, dị tử công đức vô cập ư nhật tiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, tam bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin pháp nguyện vãng sanh
Côi sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta phóng sanh nha. Mỗi một người chúng ta nghe được Phật pháp nên tập ăn chay trường. Từ khi phát tâm ăn chay là chúng ta ngưng cái nghiệp sát. Mà khi gia đình của mình mà ngưng cái nghiệp sát sanh trong nhà thì tự nhiên gia đình nó bình yên. Mà con người ăn chay thì tính tình cũng ít nóng giận, nên tất cả những người bệnh đau ung thư đồ này kia đó, chúng ta ngưng ăn mặn, ăn chay đi, thì tức khắc cái tế bào ung thư nó sẽ không có phát tán như là mình ăn mặn đâu. Tại vì cái tâm mình nó an lạc, nó nhẹ nhàng. Mấy con chim này nó đang bị nhốt trong lòng giống như nó đang ở tù, mình thả nó thì nó mừng dữ lắm. Giống như mình ở tù mà ai thả mình mừng biết nhiêu nói. Nên chúng sanh thương nhất là thân mạng, mà chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Nếu như chúng ta biết phóng sanh là tròn tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát, những con chim này được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, được thả ra nên ở trong ngôi Tam Bảo niệm Phật. Khi bỏ báo thân này nên hướng về cực lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. A Di Đà Phật.